Ok, hôm nay chúng ta sẽ đào tạo về sản phẩm của Siri. Và trong cái phần đào tạo hôm nay thì Anna sẽ chia thành các phần như sau. Số 1 thì mình sẽ cần phải hiểu được cái lý do tại sao mà sản phẩm của mình nó lại có khả năng hỗ trợ người ta trong cái việc cải thiện một số những cái tình trạng bệnh tật. Số 2, mình sẽ đi cái nguyên lý sản phẩm của mình và bắt đầu mình sẽ tìm hiểu về những cái nguyên lý đấy. Và sau đấy cái số 3 là mình sẽ đi già từ đầu quyển catalog đến cuối quyển catalog để cho mình biết rằng là nhà mình có những cái sản phẩm gì. Đó, thì khi mà mình có cái gọi là mình có những cái thông tin về sản phẩm như vậy thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn. Và cuối cùng phần số 4 là mình sẽ bắt đầu đi sâu vào một số những cái dòng sản phẩm mà nó dễ bán, mà hoặc là một số những dòng sản phẩm mà ai dùng cũng sẽ có hiệu quả. Nó sẽ an toàn với mình và cũng như là giải quyết một số những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về những cái combo sản phẩm cụ thể do tư vấn viên mới đặt câu hỏi. Và đối với những bạn mà đã làm một thời gian rồi mà hôm nay mình vào cái Zoom này thì mình cũng nghe lại để mà mình có cái cấu trúc mình đào tạo cho tư vấn viên. Và thông thường những cái buổi đào tạo thì mình chỉ diễn ra trong vòng một tiếng thôi, nhưng mà buổi đào tạo hôm nay diễn ra trong vòng 2 tiếng bởi vì là từng đấy thời gian thì mới có thể giải đáp hết cho anh chị em. Rồi bây giờ Anna sẽ bắt đầu chia sẻ màn hình để vào phần số 1. Có rất là nhiều người chúng ta thắc mắc là tại sao cái sản phẩm của chúng ta lại có khả năng điều trị một số loại bệnh. Thế thì ở đây nó có 3 cái quan điểm: Tây y, Đông y và dinh dưỡng. 3 cái quan điểm này. Mỗi một quan điểm về bảo vệ sức khỏe của con người thì nó đều đi theo nó giống như là không quân, hải quân và bộ binh ấy, nó y chang như vậy. Và mỗi một cái cách để mà bảo vệ chăm sóc sức khỏe con người nó sẽ phù hợp vào một giai đoạn khác nhau. Và không những chỉ phù hợp vào một giai đoạn khác nhau, nó sẽ còn phù hợp cả nữa là vào cái thể trạng của mỗi người. Đó, và cái quan điểm về dinh dưỡng của mỗi người nữa. Nó không thể nào mà cái này thay cho cái kia hoặc là mình sử dụng sai sai thời điểm, sai mục đích thì nó cũng sẽ không phát huy được vai trò của nó. Ví dụ như lúc mà bạn có những trường hợp mà đang cấp tính hoặc là những cái trường hợp mà bị tai nạn gì đó thì việc của bạn là phải vào Tây y rồi. Lúc đấy Tây y là số 1. Thế còn Đông y á, là bạn vẫn phải có cái sự hướng dẫn của thầy thuốc, dùng một số những cái loại gọi là những cái vị thuốc bằng cây, cũng là cây cỏ hoa lá. Thế nhưng mà có một đặc điểm rằng là trong cái việc mà phối hợp các vị thuốc thì họ phối hợp cả những cái vị mà nếu để riêng ra thì nó sẽ là kịch độc chẳng hạn. Nhưng mà khi mà phối hợp vào một số công thức thì nó lại tạo cho người ta được cái khả năng chữa bệnh. Hoặc là một số những cái loại vị mà nó có cái dược tính mạnh quá thì mình không thể nào mình mang về mình dùng giống như là ăn rau củ được. Đó, nó có cái đấy. Và nó vẫn là thô sơ, nó vẫn ở dạng thô. Ở dạng thô tức là mình sẽ không được sử dụng một số thứ quá nhiều, vì khi mà ở dạng thô thì bao giờ nó cũng có cả những cái dưỡng chất mình cần và có một cái số thứ nó mình không cần. Và khi mà đưa vào cơ thể quá nhiều thì nó lại không tốt. Và dành cho những cái người mà hiện đại cũng như là linh hoạt, tức là nhiều khi bạn không có thầy thuốc bên cạnh mà bạn vẫn có thể có những sản phẩm để mà chăm sóc sức khỏe cho mình á, thì lúc đấy nó mới ra được là về cái thực phẩm chức năng, tức là chúng ta là kinh doanh thực phẩm chức năng và xếp nó vào cái nhóm dinh dưỡng. Với cái nhóm này thì là cực kỳ hiệu quả với những cái tình huống mà nửa ốm nửa khỏe, những cái tình huống bị bệnh mãn tính, những cái tình huống mà phòng ngừa bệnh tật là nó cực kỳ hiệu quả. Là bởi vì sao? Bởi vì là dùng mỗi ngày. Các bạn chờ Anna một chút. Cái việc mà mình sử dụng những cái sản phẩm dinh dưỡng của mình ấy, nó sẽ rất là phù hợp trong cái tình huống là mình đang muốn thay đổi một cái thói quen nào đó, hoặc là nó rất là phù hợp trong cái trường hợp mà bạn đang muốn là phòng ngừa bệnh tật. Và với những cái sản phẩm này thì bạn không cần phải có thầy thuốc, bạn không cần phải thậm chí là liều lượng. Thực ra ở trên cái bao bì nó cũng đã có rồi, và ví dụ như chúng ta có kinh nghiệm sử dụng ấy, tức là bình thường nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ nó không phải là thực phẩm để mà điều trị bệnh. Khi mà chúng ta dùng nó như một cái sản phẩm để điều trị bệnh thì nó đã có chút khiên cưỡng rồi. Cho nên là thông thường là với kinh nghiệm mà chúng ta là hướng dẫn lẫn nhau thì chúng ta sẽ hướng dẫn cái liều lượng mà gọi là cái lượng dùng ấy nó nhiều hơn một tí so với cả lượng ở trên bao bì, trong một số trường hợp thôi chứ không phải tất cả các trường hợp.
Và để mà mình có thể hiểu được là tại sao mà dinh dưỡng của mình lại có cái khả năng tác động, thì tôi xin lấy ví von như thế này. Cơ thể của chúng ta là cấu tạo bởi những cái dưỡng chất là đạm này, là tinh bột này, là chất béo này, rồi là vitamin khoáng chất này kia. Thế thì để mà cơ thể có thể phát triển được, và tế bào lúc nào nó cũng có những đa phần là tế bào của mình là chết đi và phải được thay thế. Đó. Thế thì được. Với những cái tình huống mà tế bào luôn luôn phải có cái sự thay đổi, thay mới như vậy, mà mình đưa cái nguyên liệu lại là nguyên liệu không chính xác, tức là mình lại đưa những nguyên liệu mà nguyên liệu đấy không tốt, thì tự động là cái thứ mà cơ thể của mình xây dựng lên như kiểu cái căn nhà của mình ấy, nó sẽ không chắc chắn, và như vậy nó sẽ bị bệnh là điều đương nhiên. Cho nên là việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là làm sao mà cung cấp được những cái dưỡng chất, những cái nguyên liệu mà thực sự nó cần. Đó. Thế cho dù là chúng ta có ăn nhiều những cái thứ tốt đẹp bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà không phải là cái thứ mà cơ thể mình cần, thì nó cũng không có cái giá trị gì cả. Và thông thường chúng ta sử dụng cái cơ thể của chúng ta thì rất là thô lỗ. Cái phần này tôi cũng còn nói chia sẻ trên một cái phần live stream. Tại vì bạn ăn cái gì bạn không bao giờ thèm quan tâm, không bao giờ chúng ta thèm tìm hiểu là cái não thì nó cần cái gì, làn da cần cái gì, đúng không? Rồi trái tim cần cái gì, gan cần cái gì, thận cần cái gì, hệ thống đường ruột cần cái gì, là thông thường là mình không tìm hiểu. Cơ xương khớp cần cái gì mình không tìm hiểu. Mình thích một số món này và mình ghét một số món kia. Thậm chí các độ tuổi khác nhau thì dinh dưỡng phải khác nhau. Tôi lấy ví dụ, độ tuổi mà dưới 20 tuổi thì có ăn nhiều KFC một tí, nhiều BBQ một tí cũng không sao hết. Độ tuổi mà 30 đến 40 tuổi, ở cái độ tuổi này thì nói thật là những cái bệnh tật nó chưa bắt đầu xuất hiện đâu, mà phải sau 40 tuổi nó mới bắt đầu xuất hiện nhiều. Cho nên ở độ tuổi 30 đến 40 lại là cái độ tuổi mà người ta có cái độ chín về mặt tư duy ấy. Thế là người ta rất là chắc chắn về những gì mà mình làm. Lúc này người ta không còn như kiểu là ăn vì thèm nữa, mà bây giờ là ăn vì thưởng thức. Và cũng chính bởi vì cái ăn vì thưởng để mà thưởng thức đấy, cho nên là chúng ta lại cũng có cái thiên hướng là chỉ thích thưởng thức một số món mình mà mình cảm thấy thích thôi. Và mình lại có cái kiểu như thế này này là thôi bây giờ không ăn, có mỗi cái chuyện ăn mà không được ăn những món mình thích nữa thì thôi. Đó, kiểu như vậy. Thế càng mà có khẳng định bản thân càng cao thì lại càng vướng vào cái đó. Thế cho nên là đôi khi nhá, hồi thanh niên á mình cũng không ăn rau, chả sao. Nhưng mà quãng chừng khoảng 35, 36 và 7 tuổi mà mình không ăn nhiều rau là tự nhiên là đi tiêu nó khó khăn. Tiêu hóa nó bắt đầu khó khăn. Thế thì theo cái độ tuổi máy móc của chúng ta nó cũng già cỗi đi, và chúng ta cũng cần phải hiểu về cái lượng mà tiêu hao. Trẻ con luôn luôn là đối tượng mà tiêu hao năng lượng nhiều nhất, và người già là ít nhất. Có nghĩa rằng là càng ngày chúng ta ăn cùng một lượng, nhưng mà khi mà chúng ta độ tuổi chúng ta càng lớn lên thì lúc này cái tiêu hao năng lượng đấy nó ít đi, cho nên là ăn cùng một lượng nhưng mà mình sẽ mập hơn. Thế bây giờ chỉ có một cách thôi, đó là mình phải duy trì một cái lượng ăn đủ chứ không phải ăn quá nhiều, và đồng thời mình có sử dụng những cái thực phẩm bổ sung. Và những cái thực phẩm bổ sung đấy giống như Sibri của chúng ta là một trong những loại thực phẩm bổ sung. Và khi chúng ta dùng những cái loại thực phẩm bổ sung đấy thì nó sẽ vừa làm cho chúng ta đủ chất, chúng ta cũng không bị thèm một số món quá. Nữa là chúng ta cũng không bị rơi vào một cái tình huống là bởi vì là người ta bảo là kiwi hay là cherry hay là dâu tây, dâu tằm là có rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên là mình phải ăn thật nhiều. Mình cũng không cần phải như thế. Tại vì mình ăn thật nhiều thì nó sẽ dư chất, nó quá nhiều axit hoặc nó quá nhiều đường, nó cũng không tốt. Cho nên mọi thứ chúng ta sẽ được có cái cơ hội được ăn một cách vừa phải, cân bằng nhiều món, và đồng thời mình vẫn có những sản phẩm bổ sung để đảm bảo cung cấp cho cơ thể của chúng ta những cái dưỡng chất mà cần thiết. Đặc biệt là ngoài bên cạnh cái việc mà vitamin và khoáng chất thì cái nhóm mà chất chống oxy hóa là một trong những nhóm mà cực kỳ quan trọng luôn. Tất cả những nhóm chất chống oxy hóa chính là những cái nhóm mà giúp trẻ hóa tế bào và giúp phòng ngừa những cái bệnh mãn tính. Đó, thế nên là một lát nữa khi mà nói đến đâu là những cái nhóm chất chống oxy hóa trong sản phẩm của chúng ta thì Anna sẽ giới thiệu với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cái cơ chế tại sao mà sản phẩm của chúng ta nó lại hỗ trợ được trong trường hợp mà bị bệnh. Tôi xin phép được chia sẻ màn hình. Cơ thể của mình y chang một cái cây, và trên cái cây này nó sẽ có những cái quả: suy gan, suy thận, tiểu đường, vô sinh, huyết áp, tim mạch, ung thư xương khớp, Alzheimer, bệnh gút, rồi đột quỵ, rồi
lão hóa, béo phì đều là những cái kết quả. Và nó giống như một bộ rễ. Thế thì tất cả những cái gì mà cơ thể chúng ta thông với bên ngoài thì y chang những cái bộ rễ của một cái cây. Ví dụ như là cái mắt của chúng ta cũng thông với bên ngoài, mũi thông với bên ngoài, miệng thông với bên ngoài, tai thông với bên ngoài. Tất cả những cái gì mà có lỗ đều thông với bên ngoài, bao gồm cả lỗ chân lông. Đó, có rất nhiều thứ thông ra bên ngoài, cho nên là chúng ta thực ra chúng ta hút vào bên trong người cực kỳ nhiều những cái thứ mà ô nhiễm. Và chúng ta đồng thời chúng ta cũng thông qua những cái lỗ này mà chúng ta có thể đưa vào người những cái loại dinh dưỡng cũng như là oxy. Và chúng ta hay bị thừa, mình thừa độc tố này. Thì độc tố bây giờ trong có trong tất cả mọi cái phương diện, ngay cả son chúng ta dùng, mỹ phẩm chúng ta dùng, rồi ngay cả những cái như là nước rửa chén, nước lau nhà đều có những cái độc tố. Ngay cả là đồ ăn thức uống gì cũng có rất nhiều những cái hàm lượng dư thừa về gọi là những cái chất bảo vệ thực vật, rồi những cái loại kháng sinh, rồi những chất bảo quản có rất là nhiều. Thế cho nên độc tố nó đang tích tụ cực kỳ nhiều. Và không những là chỉ một mình cái bên ngoài đâu, mà bên trong cơ thể của chúng ta, cái gọi là các cái tế bào, các cái phản ứng trao đổi chất bên trong cơ thể nó cũng tạo ra các độc tố. Bình thường á, mình cũng phải có nhu cầu đào thải nó ra ngoài rồi, chứ không phải chỉ là một mình độc tố du nhập từ bên ngoài vào. Số 2 là chúng ta thừa mỡ. Thừa mỡ thì gây ra những cái bệnh như là tim mạch này, mỡ máu này, đúng không? Gây ra như vậy. Và tại thừa mỡ là bởi vì sao? Bởi vì cái nền mà công nghệ về ăn uống của thực phẩm của chúng ta bây giờ là quá tốt. Quá tốt luôn. Cho nên là mình ăn nhiều thứ lắm. Mà bây giờ tất cả những cái món nào người ta nghiên cứu rồi, tất cả những món nào mà vừa mỡ vừa đường ấy, thì nó làm tăng đường huyết cực kỳ nhanh. Và nó làm mình béo cực kỳ nhanh. Đó. Nó làm kích thích để mà sản sinh ra một số những loại hormone mà cái những cái loại hormone đấy nó sẽ kêu gọi những cái giọt mỡ hình thành nhiều hơn rất là nhanh. Cho nên là tại sao một số món mà nướng này là hay pha những cái đường và dầu vào, mỡ vào, quệt vào với nhau đó, đó nó tạo ra nhiều những cái hệ quả mà đáng sợ đó. Đạm, thừa đạm thì gây ra bệnh gút, đúng không? Có một số người trước đây á, khi mà cái xã hội của chúng ta đang còn nghèo, đang còn khổ, thì người ta nghĩ rằng là phải cho ăn nhiều đạm, ăn thịt thà, cá, các loại trứng sữa gì đấy nhiều vào. Thế nhưng mà bây giờ thực sự chúng ta lại đang bị dư thừa. Và khi bị dư thừa thì có một đặc điểm là nếu mỡ và đường mà thừa thì nó sẽ tích lũy, nó sẽ tích lũy trong các hệ cơ quan. Nhưng riêng đạm ấy, mà thừa thì nó thải ra ngoài, chứ nó không tích lại bên trong cơ thể của mình. Và thận chính là cái cơ quan mà mình đào thải những cái lượng này. Cho nên khi mà bạn ăn nhiều đạm, người ta cứ bảo là ăn mặn thì đi tè nó khai, là vì như thế đấy. Nó sẽ ra rất là nhiều những cái acid uric và những cái chế phẩm của nó, những cái sản phẩm thứ cấp của cái quá trình mà đào thải đạm này. Và như vậy thì nó sẽ vừa làm cái bể thận của chúng ta nó trục trặc, và nó vừa làm cho mùi ở bên trong cơ thể của chúng ta rất là gớm. Và mình còn thừa đường nữa. Thừa đường thì mình gây béo phì và gây tiểu đường, đúng không? Rồi mình thiếu cái gì nữa? Mình thiếu vi chất dinh dưỡng, mình thiếu những cái loại chất xơ, mình thiếu những cái hoạt chất sinh học. Hoạt chất sinh học là gì? Là những cái thứ mà xúc tác để cho những cái phản ứng xảy ra. Không có nghĩa là bạn cứ đưa thức ăn vào là tự động nó sẽ trở thành dinh dưỡng đâu, mà nó phải có trải qua rất là nhiều những cái phản ứng. Và trong những phản ứng đấy thì đều phải cần có những cái loại khoáng chất, những loại vitamin, những cái chất chống oxy hóa, chính là những cái gọi, người ta gọi những cái core enzyme, những cái yếu tố để mà kích thích cho những cái phản ứng nó diễn ra. Và bây giờ mình còn thừa rất nhiều stress, căng thẳng. Nó đến từ những cảm giác như là lo âu, buồn rầu, rồi sợ hãi, rồi tức giận. Tất cả những thứ đấy nó đều làm cho môi trường bên trong chúng ta có rất là nhiều axit. Và khi môi trường bên trong chúng ta có rất là nhiều axit như vậy thì nó sẽ làm cho những tế bào bệnh mãn tính có cơ hội được phát triển. Ngay cả ung thư hay là một số loại bệnh tự miễn. Trước đây mình rất là ít bệnh tự miễn, nhược cơ này, lupus ban đỏ này là những cái loại bệnh tự miễn. Là những loại bệnh khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta không phân biệt được quân địch và quân ta, mà nó tấn công tất cả luôn. Đó, thế là nó gây nào là cứng cơ này, rồi cứng bao cơ, rồi nhược cơ, rồi lupus ban đỏ và tít tỉ cái. Đó, thế thì nếu như bây giờ chúng ta có thể làm cách nào để chúng ta giải tỏa được cái phần bỏ đi cái phần thừa và bổ sung cái phần thiếu. Thế thì bỏ đi cái phần thừa là bằng hai việc. Số 1 là mình phải vặn nhỏ cái vòi vào. Chứ mình lại cứ vòi vào, mình lại cứ vào ấm ấm ấy thì xả ra không kịp.
vừa vặn vào và vừa tìm những cái sản phẩm có khả năng đào thải á, để mà thải bớt ra. Số 2, bổ sung những cái hợp chất thuộc về dòng năng lượng và về dòng cân bằng để bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng này vào bên trong cơ thể của mình. Và số 3, tôi rất là thích cái điều này, bởi vì một trong những cái thứ mà làm cho người ta không còn căng thẳng stress nữa, theo các bạn nó là cái gì ạ? Một trong những thứ mà chỉ cần nhá, chỉ cần người ta có được cái điều này thôi á, thì không bao giờ, gần như không bao giờ người ta còn bị buồn chán, lo âu, tức giận, căng thẳng stress. Rất là hay. À, đó là cái thứ mà giống như chúng ta đang có đây này. Nó là cái lý tưởng sống, nó là một cái giấc mơ lớn, là những cái thứ mà tốt đẹp, quan trọng mà chúng ta tập trung. Đó, cho nên khi mà chúng ta trở thành tư vấn viên của Siri, nó không đơn giản chỉ là chúng ta, cái gọi là cái cơ thể chúng ta khỏe lên là nhờ sản phẩm đâu, mà nó còn là cái sự kết hợp giữa cái tinh thần nữa. Và cái tinh thần nó cực kỳ quan trọng, nó quyết định đến 80% cái việc là chúng ta khỏi bệnh nhanh hay là khỏi bệnh chậm, rồi chúng ta có bị bệnh hay không, rồi mình có thể chữa được hay không, nó đều do cái tinh thần của chúng ta. Đó, cho nên là ở đây là chúng ta hướng dẫn nhau tất cả mọi thứ như vậy. Mục tiêu là gì? Mục tiêu để làm cho bạn thực sự có một cái cơ thể khỏe mạnh. Và bạn luôn luôn phải ưu tiên cái bản thân mình trước. Và chúng ta hay hỏi nhau những câu thế này này. Điện thoại bạn thay 2-3 năm một lần, đúng không? Xe máy bạn cũng thay khoảng chừng 10-20 năm một lần. Nhưng mà cơ thể của mình, tôi đảm bảo là rất ít người mà người ta biết người ta dùng để người ta đại tu cơ thể của người ta. Và hãy nhớ rằng là cái chi phí bảo dưỡng luôn luôn rẻ hơn chi phí thay mới. Đúng vậy, đúng hay rất đúng ạ, nếu rất đúng giơ ngón tay cái. Yes, cảm ơn các bạn. Cho nên là mình hãy làm sao mình tập trung vào cái việc bảo dưỡng ấy. Để cho cái cơ thể của chúng ta nó không có bị là một cái sự chịu đựng và dồn nén quá nhiều, lúc ấy mình chữa rất là mỏi mệt. Rồi, tiếp theo. Mình cần phải biết rằng là người ta hay hỏi cái câu là dùng sản phẩm của các bạn bao lâu thì khỏi được bệnh. À, người ta rất hay dùng cái câu này. Và tôi thực sự là trong bất kể một bài đào tạo về sản phẩm nào thì tôi đều định hướng cho các bạn là các bạn nên tập trung vào đối tượng nào. Mình cần phải biết rằng là đông y, tây y và dinh dưỡng, mỗi một ngành sẽ có thế mạnh riêng trong một cái phần khác nhau. Thế mạnh của mình á, là sẽ cực kỳ tốt trong những trường hợp như là từ những giai đoạn như là ủ bệnh này, mất thích nghi này và khỏe, hoặc là những cái giai đoạn mà mãn tính thì mình rất là có thế mạnh. Vì những cái loại bệnh mãn tính là những loại bệnh do thói quen sinh hoạt mà thành rồi, rất là khó để mà tây y có thể can thiệp, mà gọi là can thiệp được mà dẫn đến một cái cơ thể khỏe mạnh toàn bộ. Bởi vì là những cái loại thuốc thì nó luôn luôn có những cái tác dụng phụ, đấy là điều đương nhiên. Và những một số loại bệnh thứ cấp nó sẽ hình thành bởi tác dụng phụ của thuốc, và nó còn đôi khi nó còn mệt mỏi hơn. Cho nên rằng là chúng ta hãy tập trung vào đối tượng ủ bệnh, mất thích nghi và khỏe. Những đối tượng này, thứ nhất, nó phù hợp với những cái nhu cầu kinh doanh của chúng ta, và họ đang có đủ những cái đủ sức khỏe để mà họ có thể đi lan tỏa sản phẩm nhiều hơn. Và thay vì tập trung vào chữa thì bạn nên tập trung vào phòng ngừa. Tập trung vào phòng ngừa, thay vì phải xử lý cái đầu ra, thì bây giờ việc của mình là mình xử lý ngay từ đầu vào, tức là mình làm sao mình tạo ra một cộng đồng mà có một cái phong cách sống khỏe, một cộng đồng mà có phong cách sống xanh, sống sạch. Đó, một cộng đồng biết bảo vệ, quan tâm bảo vệ sức khỏe của bản thân. Đó, cái thứ chúng tôi muốn các bạn phải tập trung, nó là cái thứ đấy. Thế còn đương nhiên bệnh thì hữu duyên mình vẫn phải chia sẻ rồi, nhưng mình không thể nào mình tập trung vào đối tượng bệnh được. Đối tượng khỏe hay đối tượng bệnh, theo các bạn, đối tượng nào nhiều hơn ở ngoài thị trường? Nếu mà bệnh nhiều hơn thì giơ một ngón tay, còn nếu mà khỏe nhiều hơn thì giơ hai ngón tay. À, mình kiểm tra. Nếu khỏe nhiều hơn giơ hai ngón tay, nếu bệnh nhiều hơn giơ một ngón tay. À, vậy rất nhiều người giơ hai ngón tay, đúng không? Tức là đối tượng khỏe nhiều hơn. Thế bây giờ theo các bạn này, kinh doanh thì mình phải tập trung vào cái thị trường mà có đối tượng sử dụng nhiều hay là đối tượng sử dụng ít? Nếu ít giơ một ngón tay, nếu nhiều giơ hai ngón tay. Hai ngón tay luôn, đúng không? Đấy, chúng ta đều biết cái điều đấy. Có nghĩa là bây giờ một khi mình muốn kinh doanh, mình phải biết là thị trường đang có cái nhu cầu gì lớn. Thế trong ti tỷ cái nhu cầu, thì bạn phải hình dung là cái gì là cái sẽ có cái công dụng nhanh, cái gì là sẽ là cái sở trường của mình. Và tôi sẽ nói cái phần này vào cuối buổi ngày hôm nay. Các bạn nhớ nha, nếu mà lúc đấy tôi lỡ quên thì nhớ nhắc tôi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái thứ mà các bạn bán, nó giống như kiểu là
sở trường của chúng ta rồi, không có một cái hãng nào trên thị trường có được. Và bạn á, sẽ được quyền kén chọn người dùng sản phẩm. Sướng hay rất sướng? Nếu rất sướng giơ ngón tay cái. Bán nhưng mà phải cung và phải có lựa chọn tuyển dụng. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến là cái câu hỏi mà mọi người rất hay hỏi là nếu mà nó chữa được bệnh mãn tính. Bệnh mãn tính ấy, thực ra nó không phải là bệnh. Nó là một trạng thái, cái kết quả của quá trình trao đổi chất mà bị mất cân đối. Nó là như thế. Và cứ quá lâu năm mình không thèm để ý đến nó. Tôi hay có cái câu nói đùa rằng là mỡ là một món quà. Với những bạn nào mà mập ý, mỡ là một món quà. Trẻ có lẽ bây giờ mình lại nói là tiểu đường là một món quà, thì có khi mình lại bị đánh, đúng không? Lại bị cho ăn cà chua với cả trứng. Tại vì sao? Cái tiểu đường là một trạng thái mà khi mà kiểm nghiệm ra thì thấy là cái nồng độ đường trong máu nó bị cao, hoặc là những cái thụ thể nó không nhận những cái loại hormone. Thế thì nó tại sao lại có cái đấy? Bởi vì là ban đầu nó đã cao rồi, nó đã có những cái tín hiệu để cho mình thấy rồi, nhưng mình không chịu để ý đến tín hiệu đấy để mình điều chỉnh. Thực chất cơ thể của chúng ta chỉ muốn đưa ra những tín hiệu vì nó không biết nói, để cho mình điều chỉnh, nhưng mình không chịu điều chỉnh. Thế cho nên là cho dù có uống sản phẩm của chúng ta đến trời đi chăng nữa mà người ta không điều chỉnh cái chế độ ăn uống thì không thể nào mà khỏi được. Các bạn đừng có phục vụ những đối tượng đấy, làm gì cho mất thời gian. Tôi nói đây đi là các bạn giải thích cho họ. Đấy, cái bệnh mãn tính nó là như thế. Nó là do thói quen sinh hoạt của anh chị 10 năm, 20 năm nay rồi. Ngay cả nám cũng thế nhá. Nó phải là sai hỏng và mất cân đối cả 10 năm, 20 năm rồi nó mới phát thành bệnh. Thế cho nên rằng là số 1 là anh chị ấy phải, em sẵn sàng cung cấp sản phẩm, sẵn sàng hướng dẫn dùng. Nhưng anh chị phải cam kết rằng là bây giờ em sẽ đưa ra một vài những cái thay đổi trong chế độ ăn của anh chị. Không bắt nhị, nhưng mà phải có thay đổi. Đồng ý thì dùng, không đồng ý thì thôi. Không phục vụ cho nó đỡ mất thời gian. Tôi toàn làm thế mà khách hàng của tôi ngoan được kỳ luôn. Tại vì sao? Tại vì mình nói rất là rõ ràng ngay từ đầu tiên. Nguyên tắc của chúng ta khi tư vấn sản phẩm luôn luôn là đi trước một bước. Luôn luôn là nói trước một bước, đi trước một bước. Các bạn hãy nhớ rõ cái điều này để mà trong cái quá trình mà mình tư vấn ý, không bao giờ mình bị sai. Và mình cũng không thể nói hết tất cả những cái biểu hiện trong của quá trình thải độc ra được. Người ta nghe xong người ta sợ là người ta không dám dùng đâu. Tôi kể câu chuyện của chính tôi luôn nhá. Cái thời đấy là tôi rất là hứng thú với cái sản phẩm bộ ba thanh lọc. Và tôi muốn dùng thì cái chị mà đưa sản phẩm cho tôi ấy, chị nói thế này này. Bây giờ nếu em dùng cái này ngay thì em đang bị cái bệnh gì, nó sẽ làm cho cái bệnh đấy nó nặng hơn. Tôi bảo cụ thể là cái gì? Chị nói luôn thế này này. Ví dụ cụ thể như nếu em bị trĩ thì cái búi trĩ nó sẽ lòi ra nhiều hơn một tí. Xong sau đấy nó mới ổn. Hoặc là khi mà em đang bị mụn thì cái mụn của em nó sẽ bị đẩy lên một tí nữa thì nó mới ổn định. Thì tôi mới không dám dùng ngay. Tôi không dám dùng ngay. Đó, cho nên là một lát nữa chúng ta cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bạn sẽ lên combo như thế nào, lựa chọn combo như thế nào để nó luôn luôn đúng và luôn luôn có hiệu quả. Như vậy thì mình mới an tâm để mà mình tư vấn cho khách được. Đây, thế cái quá trình ấy mà từ khỏe mà đến mãn tính nó phải từ 10 đến 20 năm. Cho nên rằng là cái quá trình ngược lại từ 6 tháng cho đến 1 năm rưỡi chính là cái thời gian để mà mình đảo ngược lại cái mãn tính về lại cái khỏe. Đó. Và như vậy thì sẽ có nhiều người sẽ hỏi là ô bây giờ dùng sản phẩm thì bao giờ mới có hiệu quả? Thực ra trong đa phần các trường hợp ngay trong khoảng 3 đến 7 ngày đầu tiên mà đã cảm nhận được cái sự thay đổi của nó rồi. Còn riêng đối với những cái loại bị mà bệnh mãn tính ý, thì khoảng sau 2 tháng là mọi thứ nó bắt đầu ổn định. Trong đó đối với những loại bệnh mãn tính thì gút sẽ là cái loại bệnh mà có cái cảm nhận nhanh nhất. Còn tiểu đường ấy thì phải sau 2-3 tháng cho tới khi mà bạn dùng đến bộ ba thanh lọc thì nó mới bắt đầu có những cái sự gọi là điều chỉnh mạnh. Và nó có thể là làm cho các chỉ số bên trong cơ thể của mình nó bị bấp bênh trong một khoảng thời gian 1-2 tháng gì đó nó mới ổn định. Nhưng mà một khi nó đã ổn định rồi thì tiểu đường lại tốt và có thể bỏ được một số những cái loại thuốc mà không cần thiết. Và bác sĩ sẽ là người quyết định cho bạn bỏ khi mà họ thấy những chỉ số bên trong cơ thể của bạn đẹp. Thế còn đấy, thế thì mình cũng nắm được cái này để khi mà mình đi tư vấn á, thì mình biết cách để mà mình nói. Hoặc là một tí nữa khi tôi đi đến một vài những cái loại bệnh cụ thể mà các bạn đặt câu hỏi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách. Cho nên các bạn nhớ nhá, tập trung vào đây nha, chứ không có tập trung vào những cái loại bệnh này. Trừ trường hợp là cực chẳng đã, mình mới tập trung thôi. Đây là một trong những cái thứ mà mình vẫn hay nói với nhau. Đầu vào xấu thì gây bệnh, cho nên là bây giờ mình phải làm sao để mà đầu vào tốt.
thì mọi cái bệnh tật đều xuất hiện do suy yếu tế bào, và từ cái việc suy yếu tế bào nó mới lan ra các cái tổ chức mô, và như vậy thì cả cái cơ quan nó bị bệnh. Đó. Và để mà mình dinh dưỡng tốt được thì mình phải bắt đầu sử dụng nước, vì nước là 70% trọng lượng cơ thể. Cầm ly uống một ít nước nghe đi anh em ơi. Cầm ly uống ít nước đi. Uống nước ấm. Uống nhấp từng ngụm nhỏ nhỏ một nha. Uống nước ấm, uống nhấp từng ngụm nhỏ một. Và nếu mà uống đúng kỹ thuật đấy là phùng má ra. Đây này, tôi hướng dẫn uống nước đúng kỹ thuật nha. Ở đây có ai biết kỹ thuật uống nước không? Đây là cách uống nước đúng này. Uống một ngụm lớn, phùng hai cái má ra, sau đó nuốt từng ngụm nhỏ. Làm đi anh chị em, cho nó tỉnh ngủ. Uống nước đi, cho nó đúng kỹ thuật coi. Uống một ngụm lớn, phùng cái má ra, xong bắt đầu giữ lại và nhấp, nuốt từng ngụm nhỏ. Đó. Đấy, những cái thứ mà nó rất đơn giản như thế thôi, nhưng mà lại đáng đồng tiền bát gạo đấy anh chị em ạ. Chứ không phải tu ứng ực cả một nửa ly đâu nhá. Xong một tí nữa, mình lại cầm lên, mình lại nhấp một ngụm như thế. Cẩn thận buồn cười quá, phun hết vào cả màn hình máy tính. Đấy. Và nước thì mình phải uống nước như thế nào? Như thế nào gọi là... Tại vì mình phải hình dung là sản phẩm của mình nó tốt ý. Nó phải đi kèm với lại người ta phải không vừa xây vừa phá. Mình đưa sản phẩm cho dùng á, thì là xây lên. Thế xong bắt đầu ăn uống vô tội vạ, ăn nước thì không chịu uống. Thế thì bắt đầu nó không thể chuyển hóa bên trong cơ thể của mình được. Ta mới là lười vận động nữa. Thế nó không thể nào mà nó có thể đi được vào bên trong cơ thể. Những chất thải nó cũng không thể nào mà đi ra được. Đó. Thế là xong phim. Dùng nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả, thậm chí nó chỉ có được 30-40% hiệu quả thôi. Trong khi một số đứa khác dùng cái sản phẩm ít tiền hơn mà vẫn đẹp long lanh như hạt chanh ấy, là bởi vì cái chỗ là họ kết hợp giữa cả chế độ ăn uống. Mà chế độ ăn uống là mình có sẵn rồi nha, chứ mà mình không có nha. Kết hợp cả chế độ ăn uống, kết hợp cả cái cách nước uống. Thế bây giờ tôi nói luôn, nước là chúng ta uống nước ấm là đúng rồi, và các bạn mua một số loại nước mà nó có tính kiềm ấy. Nếu như bây giờ mình không có cái tiền để mua cái máy Kangen, nhà tôi thì có một cái máy Kangen nên tôi đi đâu tôi chỉ thích về nhà để uống nước thôi. À, thế còn lại thì mình có thể uống những loại nước có tính kiềm, ion line này, một số loại như Lavi mà cái bìa của nó phải màu xanh da trời ấy. Đấy, xong rồi Vĩnh Hảo đấy, một số những cái loại nước có tính kiềm như thế. Bây giờ còn có nước kiềm. Đấy, bạn có thể uống những cái loại nước đấy nó mới đúng. Nó mới có tính, nó mới phù hợp với cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta. Bên ngoài da của mình thì độ pH là acid, là pH khoảng chừng khoảng 5-6. Cho nên cái nước nào mà nước acid, ví dụ như là tôi nói này có ghi âm nhưng tôi không nói, một số loại máy lọc nước ý, thì nó chỉ phù hợp để rửa mặt thôi và để tắm, bởi vì nó có độ pH acid. Thế còn là nếu mà nước mà để mà uống mà tốt, mà đúng bên trong môi trường bên cơ thể của chúng ta, nó là đi mỗi một đoạn ở trên hệ tiêu hóa thì pH nó khác, chỉ ở hệ tiêu hóa thôi. Nhưng trong máu chúng ta là pH 7,365. Các bạn hình dung như vậy. Ở dạ dày của chúng ta độ pH là khoảng chừng 1,5 cho đến 2, tức là rất là acid. Nhưng mà đổi ngay xuống cái đoạn ruột, cái đoạn tá tràng ruột non nó đã khác rồi. Và đến cái đoạn mà hấp thu là nó đã khác rồi, còn vào máu nó đã 7,365 rồi. Tức là cơ thể của chúng ta cực kỳ vi diệu trong cái việc điều chuyển giữa tất cả những cái đoạn độ pH để làm sao mà hỗ trợ chúng ta. Hoặc ví dụ như là ở cái vùng bikini của phụ nữ thì pH lại là acid, bởi vì nó lại cần phải bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi cái vi khuẩn á. À, nó tạo thành một cái môi trường để mà nó bảo vệ. Và như vậy thì khi chúng ta dùng xà phòng, chúng ta vệ sinh cái vùng bikini thì nó lại bị sai, bởi vì xà phòng nó có tính kiềm. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta thực sự chúng ta hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng ấy, thì các bạn chịu khó một tí tìm chị Google bây giờ cái gì chị cũng có hết các bạn ạ. Và hôm nay tôi cung cấp cho các bạn một số những cái từ khóa, sau đó các bạn sẽ dùng những từ khóa này để mà các bạn có thể search để mà tìm thêm thông tin. Nó giống như là thông tin về khoa học thường thức thôi, nó chưa cần phải là một cái gì chuyên gia cả. Đéo nhất mình cũng phải biết rằng là tim gan thận phổi rồi não rồi cơ nó cần cái gì chứ, đúng không? Đấy là kiến thức khoa học thường thức mà. Ai lại đối xử thô lỗ với bạn mình thế? Bạn mình đồng hành với mình từ khi mà lọt lòng
cho tới khi mà nhắm mắt xuôi tay mà mình lại cứ đối xử thô lỗ, ăn cái gì chỉ nghĩ đến mỗi cái mồm mình thôi, còn không bao giờ nghĩ đến cơ thể, uống cái gì cũng như thế thì không được. Cho nên là chúng ta đã làm trong ngành này rồi thì trước tiên là bản thân chúng ta phải hiểu đúng và hiểu tốt. Thói quen của bạn thay đổi, thói quen của gia đình bạn thay đổi, là cả dòng họ nhà bạn thay đổi rồi, và những người xung quanh của bạn cũng thay đổi rồi. À, tập thể dục. Bác Lương Nghi Nguyễn Ngọc Sáng bác nói rằng là nếu như mà mình mà không tập thể dục ấy thì mình dùng sản phẩm của Sivri, ví dụ mình dùng 5 triệu thì coi như là đái mất 3 triệu rồi, chỉ còn có 2 triệu thôi. Tức là nó không có cái lượng tiêu hao. Nó không có cái lượng tiêu hao cho nên nó không thể nào mà nó nhập được. Nó không thể nào mà nó lại hấp thu tiếp được. Tại vì cơ thể của mình á, theo cái nguyên lý là bạn có dùng thì nó mới có tiêu. Ví dụ như cái gì bạn không dùng á, là nó teo. Bạn để ý mà xem, một người mà ví dụ như nhịn ăn quá đà đi, thế là không dùng đến cái dạ dày, thế là cái dạ dày nó teo. Đó, một người mà ví dụ ngày xưa mình có cái đuôi, mình không dùng đến cái đuôi là cái đuôi nó rụng. Đúng không? Đấy, nó như thế. Chờ tôi một tí. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một, đấy là cái phần đầu tiên là cái phần mà nguyên lý. Đó, các bạn có câu hỏi nào ở trong phần nguyên lý này không? Nếu có thì bật mic. Nếu mà Anna nói đủ dễ hiểu, ok, thì các câu hỏi mình để phần sau. Bây giờ mình chuyển. Rồi, thì tại hỏi không còn. Anna ơi. Dạ. Mình có khách mời, cho khách mời mình hỏi chút nha. Nếu mà câu hỏi của khách mời là cậu khách mời hỏi đi, xong em sẽ quyết định là trả lời phần nào nhá. Mời chị. Cho mình hỏi này, ví dụ như những người mà không lao động thì nên tập thể dục, còn những người mà đi lao động thì mình có nên tập thể dục hàng ngày không? À, rồi, em hiểu rồi. Vì là người ta lao động chân tay nhiều rồi đúng không? Rồi, với những người mà lao động chân tay nhiều rồi thì cái thứ người ta cần làm là thiền. Ừ. Chứ không cần tập thể dục đúng không? Đúng rồi, tại vì là thực ra tập thể dục nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa là để cho khí huyết lưu thông, để cho các chu trình bên trong cơ thể của mình nó diễn ra một cách trơn tru. Ví dụ trong những chu trình nào, chu trình trao đổi khí của mình này, hít ra thở vào này, rồi bắt đầu nó lại phải đến được khí, lại đến được cả từng tận tế bào, cho nên nó cần phải có vận động. Hoặc là chu trình trao đổi dưỡng chất, là chất dinh dưỡng đi vào, chất thải đi ra, nó cũng cần. Chu trình trao đổi như kiểu gì nhỉ, neuron, rồi những cái xung thần kinh cũng là một loại chu trình trao đổi đó. Rồi chu trình trao đổi những cái loại hormone này kia, thế thì nó vẫn cần vận động. Thế còn với một số người mà lao động chân tay nhiều rồi á, không phải tập thể dục nữa, mà ý của mình muốn là hành thiền là để họ quán vào cái hơi thở ấy, họ quán vào cái hơi thở ấy để cho cơ thể của họ được thư giãn và nghỉ ngơi, không phải là nằm ngủ nha, không phải là nằm ngủ, mà ở đây là mình tập trung vào hơi thở để mình hít thở cho nó đúng cách. Tại ở đây có ai biết hít thở đúng cách không nhở? Mình có cần phải hướng dẫn nhau một tí về thở không? Có chứ. Có à? Ok, lại hướng dẫn nhá. Rồi bây giờ này, các bạn có để ý rằng là Anna nói, mặc dù nói to nhưng mà cái giọng nó không chói tai không? Nhất là khi mà bắt mic ấy. Bởi vì mà khi mình nói nó rất là tròn tiếng, là bởi vì sao? Là tôi hít vào là gần như Anna luôn luôn dùng hơi từ bụng, không bao giờ dùng giọng của họng. Tức là các bạn nếu mà hít thở mà đúng ấy, là khi mà hít vào thì cái bụng các bạn phải phình ra hay là nhỏ lại? Nhỏ lại. Hít vào là cái bụng phải phình ra. Nó có hai loại thở là thở bụng và thở ngực. À, mình phải để ý này. Nếu mình nằm ngủ, mình để ý lúc mà mình nằm ngủ, cái bụng, nhất là bụng của trẻ con, là nó nhấp nhô cái bụng đúng không? Trẻ con đấy là nó thở đúng. Khi mà mình thở bằng thở ngực á, là thở đấy là thở rất là nông. Và khi mà thở nông thì nó không thể nào mà oxy có thể đến được tất cả những cái phế nang của phổi. Và như vậy là cùng một cái lần hít vào và cùng một lần thở ra, thì khi hít vào mình không nhận được lượng oxy tối đa, và khi thở ra mình cũng không đẩy ra được lượng CO2 tối đa. Và có nghĩa là cái phế nang của bạn
ở những hai cái lá phổi của bạn ấy nó không thể nào mà căng ra tuyệt đối rồi xẹp đi tuyệt đối, thế là cái dung tích sống của bạn vô hình chung nó bị giảm đi. Tôi nói thế có dễ đủ dễ hiểu không nhỉ anh chị em nhỉ? Tóm lại là mình phải làm sao để mà mình hít vào tối đa và mình thở ra được tối đa. Hít vào tối đa để oxy vào tối đa, còn thở ra tối đa để CO2 ra tối đa. Thế thì nếu như cái cơ hoành của chúng ta là cái cơ gọi là giữa cái khoang ngực và khoang bụng, thế thì khi mà các bạn hít vào tối đa thì lúc này cái phổi của bạn nó sẽ giãn nở ra và nó sẽ đè cái cơ hoành xuống. Và bạn thấy là cái bụng của bạn nó phình ra thì nó mới đúng. Bạn phải dọn sẵn chỗ đi để cho hơi nó hít vào và sau đấy là bắt đầu thở ra. Đó. Bây giờ các bạn cần, sau này chúng các bạn cần phải luyện tập cái đó nhé. Và bạn chỉ cần search trên Google, search trên YouTube cách thở bụng đúng là sẽ ra như vậy. Thế còn ở đây có anh nào hay chạy bộ ạ? Anh nào hay chạy bộ ạ? À vâng, hay chạy bộ người ta hướng dẫn cách thở như thế nào ạ? Rồi. Hay chạy bộ người ta hay hướng dẫn cách thở như thế nào? Hít hít thở thở, hít hít thở thở, hít hít thở thở, đúng không? Các bạn có để ý không? Tại vì khi mà mình chạy chạy bộ thì mình không thể nào mà mình có thể hít mà như kiểu hít cơ bụng vào để cho nó phình ra được, cho nên là hít hít là để hai lần lấy oxy, thở thở ra là để hai lần đẩy CO2 ra để cho nó tuyệt đối. Đó, mình để ý cái đoạn này. Và chỉ cần mà mình có cái cách mình hít thở đúng á, ban đầu á là mình phải chú ý mình điều chỉnh một tí, xong sau là nó sẽ tự động, mình sẽ có tự động. Đó. Và hít vào thì hít vào đường nào ạ? Hít vào đường mũi. Thở ra cả mũi cả miệng. Hít vào đường mũi để cho không khí nó được làm ấm, nó được làm ẩm. Và nếu như trong không khí mà có những cái thứ mà nó gây hại thì cái hệ thống gọi là hạch bạch huyết ở mũi cũng như là hệ thống vi nhung mao ở mũi nó có thể bắt lại được cho chúng ta. Ngoài ra nó còn có một cái cách thở gọi là phương pháp thở Van Hoop. Trong một buổi khác tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp thở Van Hoop, là một trong những phương pháp thở mà bây giờ cái người ông Van Hoop này ông vẫn đang còn sống. Và đây là một trong những cái phương pháp thở mà làm cho cơ thể của chúng ta ấm lên, nóng lên rất là nhanh và làm cho sức khỏe của chúng ta rất là được tăng cường. Một phương pháp thở này là phương pháp nâng cao. Tôi sẽ chia sẻ riêng vào một lần khác. Đó, tạm thời hôm nay mình nói như vậy về phần thở. Và mình kết thúc cái phần đầu tiên, đó là cái phần về gọi là về cái phần nguyên lý. Bây giờ chúng ta sang đến phần số 2, mình nói đi sâu vào sản phẩm của chúng ta, vùng nguyên liệu của chúng ta, về những cái phần gọi là cái gì nhỉ? Khoa học của chúng ta, nền tảng khoa học của chúng ta. Và phần này tôi xin nhờ nhà tư vấn chuyên nghiệp Trang Đoàn hỗ trợ ạ. Nhà tư vấn chuyên nghiệp Trang Đoàn có đang trên Zoom không ạ? À, xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên Zoom. À, và cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Văn Hằng Nguyễn thì đã cho Trang Đoàn cơ hội để chia sẻ với anh chị về phần này. À, bây giờ thì về cái vùng nguyên liệu á, thì Trang Đoàn sẽ hướng dẫn cho các anh chị em cái cách để mà mình có thể tìm được cái video clip mà giới thiệu về vùng nguyên liệu. À, mình hướng dẫn trước cái phần này, sau thì anh có thể nghe lại. À, và sau khi mình hướng dẫn cái phần này xong thì mình sẽ nói ở đây về cái vùng nguyên liệu cho anh chị em của mình nắm được. À, các anh chị em nhà mình sẽ vào YouTube nha. Đây Trang sẽ xem màn hình để cho anh chị em nhà mình sẽ xem được. Nguyên liệu là nguyên liệu sản xuất ra những cái thứ đó đó. À, mình đã thấy cái màn hình YouTube rồi thì mình sẽ đánh cái chữ là Siberian Wellness Việt Nam vào đây thì nó sẽ ra cái trang web của cái YouTube của Siberia, thì anh chị em nhà mình sẽ vào đây và ấn vào đây, sau đó là anh chị em nhà mình sẽ kéo xuống chọn cái phần video. Ở trong này có tất cả những cái video clip mà tập đoàn đã có phụ đề Việt, thì anh chị em nhà mình có thể vào đây để có thể có thêm thông tin, đồng thời có thể gửi cho khách hàng. Khi mà mình kéo xuống đến đây thì mình sẽ nhìn thấy cái video clip là thông tin công ty. Anh chị em nhà mình có thể bấm vào đây.
Thì đây chính là cái đoạn video clip để nói về cái vùng nguyên liệu. Đó. Đó. Thì anh chị em nhà mình có thể là sẽ vào cái phần này để mà mình có thể tìm được cái thông tin về vùng nguyên liệu. Vậy thì bây giờ là đi về vùng nguyên liệu á, là Trang Đoàn xin phép được chia sẻ như sau. Thứ nhất á, là cái vùng nguyên liệu của chúng ta là một cái vùng nguyên liệu rất là đặc biệt. Phải nói là có thể là còn lại duy nhất hiện nay tại trên hành tinh của chúng ta. Và đây là cái vùng mà nó nằm ở phía đông bắc của quả địa cầu. Nơi mà có cái khí hậu á, rất là khắc nghiệt. Mùa đông á, thì là âm 60 độ, mùa hè thì là dương 40 độ. Và cái vùng khắc nghiệt như thế này, nó có một cái diện tích rất là rộng lớn, lớn hơn cả châu Âu và lớn hơn lớn hơn khoảng 40 lần của Việt Nam. Thì đây là một cái vùng mà con người cũng không thể sống được cái vùng này. Chỉ có là cây cỏ nó sống ở đây. Và cái cây cỏ mà đang sống ở đây á, là cây cỏ theo như là mình hiểu đó, đó chính là những cái loại gọi là thảo mộc thiên nhiên hoang dã, có nghĩa là không phải là do con người trồng, cũng như là không phải là do con người của chúng ta can thiệp vào. Nên là thực sự là đây là một cái vùng mà nó có hội tụ rất là nhiều các cái điều đặc biệt. Thứ nhất á, là ở đây là cây cỏ, nó có các điều kiện khắc nghiệt như vậy thì nó có thể tồn tại được mà. Nên là năng lượng của nó rất là cao, nên là cái khả năng chống oxy hóa rất là cao. Đồng thời khi mà chúng ta suy xét về cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực tâm linh á, tâm linh này theo cái kiểu gọi là cái tâm linh khoa học chứ không phải là tâm linh mê tín, thì đây là một cái vùng mà hơn 2 triệu năm vừa qua nó không hề thay đổi. Vì vậy là đây là một cái vùng gọi là cái vùng trấn yểm cho toàn bộ cái quả địa cầu này. Nên là những cái thảo mộc mà chúng ta đang được sử dụng để chế biến thành những cái loại sản phẩm mà đang lưu hành á, thì nó có một cái nguồn năng lượng rất là cao, cái năng lượng vũ trụ rất là cao. Và thảo mộc tại Siberia nó là cái nguồn tài nguyên chủ yếu còn lại trên hành tinh của chúng ta cho đến tại thời điểm này, mà nó hội tụ được ba cái yếu tố, đó chính là đất sạch này, nước sạch này, không khí sạch này. Nên nếu như mà khi mà chúng ta so sánh một cái sản phẩm như thế này với những cái dòng sản phẩm organic khác, thì chúng ta hãy tự hào và tự tin là đây cái sản phẩm mà nó không có cái sự can thiệp của con người. Và với một cái mức giá mà các bạn đang xem ở trên catalog á, thì thực sự là nó rất là mềm, phải nói là rẻ hơn rất là nhiều so với những cái dòng sản phẩm organic khác. Và khi mà cái cây thảo mộc thiên nhiên hoang dã nó được sinh trưởng trong cái điều kiện khắc nghiệt như thế này, thì nó vẫn giữ được những cái dược tính rất là cao. Do đó là khi mà chúng ta sản xuất ra những cái loại mà sản phẩm uống vào bên trong hay bôi vào bên ngoài, thì nó vẫn giữ được những cái dược tính như thế. Do đó là cái khả năng trị liệu của nó rất là tốt. Mặc dù là sản phẩm của chúng ta không phải là thuốc để chữa bệnh, tuy nhiên là có rất là nhiều các cái trường hợp khác khi mà chúng ta sử dụng vào bên trong cơ thể của con người thì chúng ta cảm nhận được nó rất là nhanh. Đồng thời là nó hỗ trợ điều trị một vài các cái bệnh mãn tính cũng như là những cái tình trạng sức khỏe rất là tốt. Và đó là những cái phần mà đặc điểm về vùng nguyên liệu. Thì anh chị em nhà mình sẽ xem thêm ở trong cái video clip mà Trang vừa mới nói. Bây giờ thì Trang xin phép đi sang cái thế mạnh của công ty. Thế mạnh này nó sẽ nằm ở cái chỗ nào ạ? Đầu tiên là cái vùng sản phẩm của chúng ta là cái vùng nguyên liệu á, là chúng ta là người làm chủ cái vùng nguyên liệu đó. Và chính phủ Nga thì có giao cho tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siren Wellness là được khai thác, bảo tồn toàn bộ cái vùng này với cái mục đích là sẽ dùng để sản xuất và chế biến những cái loại sản phẩm giống như chúng ta đang thấy. Và cái điều thứ hai, do đó là nếu như mà khi mà chúng ta thấy được á, là khi mà chúng ta làm chủ được vùng nguyên liệu thì chúng ta sẽ rất là chủ động việc sản xuất, và chúng ta không có phải lo lắng về các cái vấn đề là cái nguyên liệu nó bị tăng giá hay là nguyên liệu nó bị đứt hàng. Đó là cái điều đầu tiên là chúng ta làm chủ. Cái thứ hai, chúng ta làm chủ về sản xuất. Có nghĩa là tại ngay cái vùng Siberia đó thì chúng ta có ba cái tổ hợp sản xuất và cung ứng. Có nghĩa là thảo mộc khi mà thu hoạch xong, họ đưa về cái nhà máy ở tại Siberia để họ có thể sản xuất ngay và liền. Và họ đóng gói thành thành phẩm luôn. Và ví dụ như là sản phẩm đấy đi sang cái quốc gia nào thì họ sẽ có những cái tem nhãn phụ theo cái tiếng của quốc gia đó.
Do là những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng tại Việt Nam á, thì tên nhãn phụ hay là những cái thông tin bằng tiếng Việt á, cũng là do công ty đã in ấn và đóng gói tại Nga. Và do đó, đó là một trong những cái lý do mà giúp cho sản phẩm của chúng ta thực sự là có một cái mức giá gọi là cạnh tranh với phần còn lại của thị trường. Nếu như mà so với những công ty bạn khác á, thì họ, một là họ phải mua nguyên liệu ở quốc gia khác, hai á, là họ phải chuyển sang một đất nước thứ ba để có thể sản xuất, và sau đó họ mới chuyển ngược cái quốc gia mà cần phải phân phối. Thì đó cũng là một trong những cái bước vô hình chung làm đội giá sản phẩm của chúng ta lên. Do đó là chúng ta hoàn toàn chủ động về cái phần này. Và cái điều thứ ba nữa mà nó đã thể hiện trong cái câu tôn chỉ của chúng ta, đó chính là thực sự sáng tạo. Ở tập đoàn của chúng ta có hơn 100 nhà khoa học đang làm việc tại phân viện nghiên cứu khoa học Siberia trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học của Nga. Và tại đây á, thì là những cái nhà khoa học này họ ngày đêm nghiên cứu ra những cái sản phẩm cho nó phù hợp với nhu cầu và xu thế của xã hội, đồng thời là họ luôn luôn cải tiến cái chất lượng bằng cái việc là họ sẽ gia tăng thêm hàm lượng để cho cái sản phẩm của chúng ta có thể cảm nhận ngay và liền. Cũng như là những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng á, là nó là những cái công trình khoa học, nó có văn bằng khoa học, nó có những cái bằng sáng chế, và tập đoàn của chúng ta thì làm chủ hoàn toàn những cái công thức đó. Do đó là ví dụ như là chúng ta muốn điều chỉnh những cái sản phẩm như thế nào đó, hoặc là mỗi năm tập đoàn của chúng ta luôn luôn có những cái dòng sản phẩm mới để thứ nhất là đáp ứng nhu cầu của thị trường, cái thứ hai á, là để phù hợp với những cái gọi là những cái nhu cầu mà xã hội nó biến đổi hàng ngày. Thì cái sản phẩm mà gần đây nhất trong năm 2020 á, là Beauty Sense. Thì nếu mà bạn nào đã nghe kỹ về cái phần Beauty Sense này thì các bạn sẽ biết là cái Beauty Sense này nó còn có cái tác dụng là chống cái sự gọi là cái sự ảnh hưởng của khói thuốc lá lên da của chúng ta. Bởi lẽ là cái Beauty Sense này khi mà chúng ta bán ở châu Âu á, thì ở châu Âu thì phụ nữ hút thuốc hơn, hút thuốc nhiều hơn so với những cái quốc gia châu Á, thì Beauty Sense nó còn làm được cả những cái điều đó. Thì chúng ta thấy được là chúng ta có những cái nhà khoa học, chúng ta làm chủ và công thức, chúng ta hoàn toàn có thể là có nghĩa là chúng ta hoàn toàn quyết định được cái việc là chúng ta thay đổi hàm lượng như thế nào, có những cái sản phẩm mới nào phù hợp với thị trường, hay còn gọi là những cái mũi nhọn để có thể là chiếm lĩnh cái thị phần của chúng ta. Thì đó là cái thế mạnh thứ ba của chúng ta. Và trong cái phần này thì Trang cũng đã nhắc đến cái việc là chúng ta làm chủ về khoa học, và chúng ta mỗi cái sản phẩm là đều có văn bằng sáng chế. Và vì là có những cái thế mạnh, thứ nhất là làm chủ vùng nguyên liệu này, cái thứ hai làm chủ về sản xuất và cung ứng này, cái thứ ba làm chủ về công thức này, và luôn luôn có những nhà khoa học làm việc với tập đoàn của chúng ta, nên là giá cả của chúng ta rất là cạnh tranh. Đồng thời là chúng ta còn có thêm cả cái sơ đồ trả thưởng ưu việt. Ở trong cái phần này thì mình sẽ không nói nhiều về sơ đồ trả thưởng, tuy nhiên là để mà những cái người mà kinh doanh với chúng ta họ ở lại lâu với chúng ta hơn á, thì cái sơ đồ trả thưởng này tập trung để có thể giúp cho anh chị em của chúng ta lên cái vị trí mà có cái mức thu nhập từ 35 đến 40 triệu đồng. Nó nhanh hơn so với những cái công ty khác, có thể là từ 2 tháng là nhanh nhất và chậm nhất là 2 năm. Thì đó là những cái thế mạnh của công ty. Và khi mà mình nói về cái thế mạnh của sản phẩm thì chúng ta còn có thêm những cái thế mạnh như sau. Đầu tiên đó là chúng ta luôn luôn nghe đến là tập đoàn của chúng ta nổi tiếng về cái lĩnh vực là thanh lọc, đúng không ạ? Thì cái chương trình thanh lọc, cân bằng và năng lượng là một cái chương trình bản quyền khoa học mà tất cả những cái sản phẩm của chúng ta đều có cái chương trình này. Và nếu như nó thuộc cái dòng thanh lọc thì nó sẽ tập trung vào cái việc là thanh lọc nó sẽ nhiều hơn. Còn nếu như đây là cái sản phẩm trong dòng cân bằng thì cái khả năng, cái tính năng cân bằng nó sẽ cao hơn. Còn nếu như là nó là cái dòng năng lượng thì nó sẽ tập trung cho cái việc là tăng năng lượng cao hơn. Và trong cho dù là tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta đang có, từ sản phẩm bôi ngoài da, từ cái sản phẩm kem đánh răng hay bất kỳ sản phẩm nào cả, thì nó đều theo cái cơ chế thanh lọc, cân bằng và năng lượng. Các anh chị em nhà chúng ta nhớ về cái điều này. Vậy thì thanh lọc ở đây có ý nghĩa gì ạ? Thanh lọc có nghĩa là những cái gì mà nó không tốt cho cơ thể, nó là chất bẩn cho cơ thể thì nó sẽ được đào thải ra bên ngoài. Cân bằng thì cơ thể của chúng ta cần chất gì thì nó sẽ bổ sung. Thiếu chất gì, dư chất gì thì nó sẽ đào thải đi. Nó giữ cho trạng thái của cơ thể của chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái là cân bằng và ổn định. Và năng lượng thì nó sẽ tạo ra những cái năng lượng và tăng cái khả năng thích nghi dành cho cơ thể. Và sản phẩm của chúng ta thì nó ngoài ra thì nó còn có cái khả năng là trẻ hóa tế bào. Có nghĩa là khi mà đào thải được độc tố rồi
thì tế bào của chúng ta sẽ được phục hồi. Và khi mà tế bào phục hồi thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là có cái khả năng trẻ hóa. Và sản phẩm của chúng ta thì có một cái khả năng nữa, đó là được ứng dụng cái công nghệ là cơ chế nhịp sinh học. Có nghĩa là trong cơ quan của trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều hệ cơ quan. Thì mỗi hệ cơ quan nó sẽ có một cái giờ sinh học khác nhau. Thì sản phẩm của chúng ta sẽ hỗ trợ cho chúng ta điều chỉnh lại cái nhịp sinh học của từng hệ cơ quan theo đúng cái đồng hồ sinh học của nó. Và có một cái công nghệ mà tôi nghĩ là tất cả anh chị em của chúng ta hãy ghi xuống, đó chính là công nghệ nghiền lạnh cryogen âm 196 độ. Có nghĩa là những cái sản phẩm của chúng ta là lấy từ những cái thảo mộc thiên nhiên hoang dã, và họ không có nghiền hay không có xay tại cái nhiệt độ thường. Bởi lẽ là khi mà chúng ta sản xuất hay là chúng ta xay nghiền tại nhiệt độ thường á, thì nó sẽ làm phát sinh nhiệt, nó làm ra nhiệt. Thì khi mà nhiệt nó độ nó tăng lên thì nó sẽ làm biến chất hoặc là nó giảm đi những cái gọi là cái dược tính của sản phẩm. Thì những cái sản phẩm này họ đã cho nghiền lạnh, có nghĩa là nghiền lạnh ở âm 196 độ để mà nó vẫn giữ được nguyên vẹn ban đầu cái giá trị dược liệu, những cái giá trị gọi là dược tính của sản phẩm. Và sau đó là nó được nghiền ở cái gọi là nghiền nano siêu mịn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này thì chúng ta cảm nhận được ngay và liền, và cũng như là nó hấp thụ được vào cơ thể của chúng ta lên đến 99%. Và tiếp theo là nền tảng khoa học của sản phẩm của chúng ta. Có nghĩa là đây là cái sản ông Yuri Gichev là giám đốc của trung tâm khoa học sáng tạo của tập đoàn chúng ta, là một người mà biết 9 thứ tiếng. Trong đó là ông đọc được cả tiếng Tây Tạng cổ đại, và ông đọc được cả những cái tiếng mà viết ở trên đá hoặc là tiếng mà viết ở trên da dê. Là một cái người mà ông thực sự là ông rất là am hiểu về những cái gọi là những cái thông tin về khoa học. Do đó là cái sản phẩm của chúng ta là một cái sản phẩm mà được kết hợp dựa trên những cái nguyên lý khoa học. Thứ nhất là khoa học về vi chất dinh dưỡng. Có nghĩa là những cái vi khoáng chất nào nó hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta. Rồi khoa học nội sinh thái, có nghĩa là nghiên cứu về cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta và nghiên cứu ở cái cấp độ là tế bào. Và thứ ba nữa đó là cái khoa học về thích nghi, tăng cái khả năng thích nghi của cơ thể chúng ta lên. Và cái nền tảng thứ tư đó là khoa học về nhịp sinh học. Đó chính là những cái khoa học của cái y học hay gọi là y dược hiện đại, và nó kết hợp cả với những cái y học cổ truyền. Thì trên cái nền tảng đó thì đó là cái mà để chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng. Vậy thì bây giờ Trang xin phép chia sẻ tiếp sang cái trang web của công ty để hướng dẫn cho các anh chị em có thể tìm ra được những cái thông tin về sản phẩm, thông tin về khoa học sản xuất của công ty của chúng ta. Khi mà chúng ta vào trang web của công ty như thế này thì anh chị em nhà mình hãy nhìn ở bên cái góc bên phải màn hình ở phía trên, thì các anh chị em sẽ thấy nó có cái phần là công ty. Công ty ở đây thì nó sẽ có cái phần là thông tin về công ty, rồi khoa học và sản xuất. Thì chúng ta có thể ấn vào cái phần khoa học và sản xuất. Thông tin về công ty ở trên thì nó sẽ gửi cho các bạn ra đến cái phần là giấy phép với các cái thông tin chung khác. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là đây là nó thể hiện ngay luôn. Trung tâm khoa học sáng tạo, có nghĩa là nói về cái thế mạnh của tập đoàn của chúng ta. Mỗi một sản phẩm là một quá trình nghiên cứu. Rồi bạn có thể kéo xuống thì bạn sẽ thấy là ba phương pháp khoa học mà tập đoàn của chúng ta đang áp dụng. Có nghĩa là mình sẽ đọc được thấy ha. Có nghĩa là làm sạch cơ thể từ bên trong. Rồi y học thích nghi là giống như hồi nãy Trang có nói là tăng cái khả năng thích nghi. Rồi nhịp sống sức khỏe hay còn gọi là cái nhịp sinh học của cơ thể của chúng ta. Có nghĩa là họ áp dụng ba cái phương pháp khoa học này. Và thân thiện với môi trường là có nghĩa là mỗi cái sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng á, là nó là một cái sự quan tâm đến sức khỏe này, nó là một cái sản phẩm quan tâm đến môi trường này. Do đó nên là nhiều anh chị em mà chúng ta hay thắc mắc về cái vỏ bao bì của cơ thể của sản phẩm của chúng ta á, thì chúng ta cũng cần hiểu là những cái vỏ bao bì này là họ sản xuất dựa trên cái nguyên lý là thân thiện với môi trường và sẽ không sử dụng những cái gọi là những cái hóa chất hay là những cái chất hóa học để mà giúp cho cái bao bì của chúng ta nhìn nó đẹp hơn hoặc là nó bền hơn. Thì các anh chị hãy hiểu về cái vấn đề này. Rồi ở đây chúng ta có ba cái phương pháp sản xuất mà nó sẽ quyết định cái chất lượng của chúng ta.
Thứ nhất là quản lý về chất lượng sản phẩm này, thứ hai là chuyên nghiệp này, thứ ba là thân thiện với môi trường này, luôn luôn đề cao cái tính thân thiện với môi trường. Và đây là cái tổ hợp ba cái nhà máy sản xuất mà họ có các cái thông tin rất là kỹ. Ví dụ như bạn đọc ha, hiện nay Siberian Wellness có 3 khu sản xuất, gồm nhà máy đầu tiên khai trương vào năm 1999 này, nhà máy thứ hai được đưa vào sử dụng vào năm 2007 và nhà máy thứ ba với công suất lớn nhất chính thức hoạt động vào năm 2016. Đó, có rất là nhiều các cái thông tin về ba cái tổ hợp sản xuất của chúng ta. Đồng thời á, là ở đây thì họ cũng đưa ra luôn, có nghĩa là khi mà chúng ta sản xuất về dược mỹ phẩm thì cái chứng nhận GMP là một cái chứng nhận rất là khắt khe. Thì ở đây là chúng ta đều có những cái chứng nhận đó, và khi mà mình kéo xuống đến đây thì chúng ta sẽ thấy được nè, ở đây là chúng ta có chứng nhận GMP, chứng nhận HACCP, chứng nhận FDA, chứng nhận ISO. FDA là một cái chứng nhận mà không phải là đơn vị nào muốn cũng có thể đạt được. Và cái chứng nhận FDA này mỗi 2 năm chúng ta phải gửi hồ sơ để kiểm nghiệm lại. Và bất kỳ một cái sản phẩm nào muốn bán được vào thị trường Mỹ thì đa phần là họ sẽ cần phải có cái chứng nhận FDA này. Và FDA này là một cái chứng nhận mà hai cái chứng nhận giá trị á, đó là GMP và FDA, là hai cái chứng nhận mà không phải là bất kỳ một cái đơn vị sản xuất nào cũng có được. Thì đó là cái phần mà về công ty và về sản xuất mà chúng ta cần phải biết. Và nếu như anh chị em nào mà chúng ta cần những cái bộ hình ảnh thì chúng ta có thể vào cái phần là thông tin về công ty. Thì trong cái phần này nó sẽ có đầy đủ các cái bộ hình ảnh, những cái PowerPoint nó đã làm thành những cái slide, chúng ta có thể lấy về và chúng ta có thể chỉnh sửa và chúng ta cắt ra và gửi cho khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể lấy để mà làm những cái hình tham khảo. Các anh chị chờ một xíu ạ. Xem ha, chúng ta có các cái bộ phận khoa học này, có những cái phòng phòng lab, những là cái phòng nghiên cứu này, chúng ta có thể kiểm tra ở đây nó giới thiệu hết về trung tâm nghiên cứu khoa học và tất cả những cái thông tin địa lý của Siberian Wellness. Chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem, nó có cái phần là, tại vì tôi chưa có, tôi đã đăng nhập rồi đúng không, các anh chị nhìn ở trên này nó sẽ có cái phần là sản phẩm này, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, chúng ta có thể bấm vào đây. Đây cũng là một dạng tài nguyên online của công ty. Và nếu như mà chúng ta hiểu được cái trang... xin lỗi, nó lại ra cái phần này. Mình sẽ vào cái phần back office ở đây. Mình vào cái phần back office, nó cũng ra các cái hình. Anh chị chờ một xíu, cho muốn cho các anh chị xem luôn được cái phần tài nguyên của công ty. Không biết sao nó không cho mình cùng. Tài nguyên công ty là nó nằm ở trong back office Trang ơi. Dạ vâng, em vào back office mà nó không có cho em ra cái phần đấy. Thôi thì hôm khác có thể là mạng nó đang bị lỗi. Máy chủ đang lỗi. Dạ vâng, thế thì hôm khác đi. Dạ. Anh ơi, vậy thì em cũng xong cái phần trình bày của em rồi ạ. Đó, ok. Bây giờ các bạn có câu hỏi gì về cái phần là nền tảng của chúng ta bao gồm vùng nguyên liệu này, bao gồm về cái cơ sở nền tảng khoa học của chúng ta này và cái tổ hợp sản xuất của chúng ta không ạ? Các bạn có cái câu hỏi gì không ạ? Các bạn đã rõ chưa? Cái phần, cái video này Anna sẽ có public lại cho các bạn nha. Ta sẽ có record lại và sẽ có ghi lại, bởi vì là đúng là nếu mà xem một lần đầu tiên mà để mà mình có thể nắm được hết tất cả các thông tin như vậy ạ, thì cũng hơi khó đấy. Tuy nhiên là mình cần phải có những cái khái niệm, và sau khi bạn xem xong thì hôm nay trước khi mà vào cái buổi Zoom này tôi có post một cái bài post về các cái quyển sổ. Thực sự đây chính là những cái bí mật kinh doanh, nó đơn giản chỉ là ghi chép thôi. Cái cấp độ đào tạo cao nhất, là học tập cao nhất, là học để dạy lại người khác, cho nên các bạn cần phải ghi chép. Và hãy nhớ rằng là cái phần mà cái kiến thức này nó chỉ chiếm có 5%.
sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng, dự án xe hơi, cái chương trình khởi động nhanh và sản phẩm, nó chỉ chiếm có 5% tổng những cái gì mà mình làm. Và đã là kiến thức bạn học có mỗi một lần bạn dùng cả đời, cho nên là buộc lòng bạn phải học. Và trong cái buổi đào tạo dành cho K5 trở lên á, là dành cho các leader, ươm mầm cho các leader, thì Anna còn nói với các leader một câu như thế này, mà hôm nay tôi cũng sẽ nói lại với các bạn. Thực sự nếu mình làm á, thì cái điều đầu tiên là mình phải rất rõ về cái việc mình làm. Và chính bởi vì là mình hiểu rất rõ về công việc của mình, mà cái rất rõ của mình về sản phẩm ấy thì nó đơn giản lắm, nó cực kỳ đơn giản. Bạn hiểu được cái cơ chế, những thứ gì giống như tôi nói lúc đầu, bạn nhớ được những cái thông tin mà Trang Đoàn vừa trình bày. Và đến bây giờ là đến cái phần số 3, là tôi sẽ bắt đầu rà soát cho các bạn, đi từ lượt tất cả những sản phẩm cho các bạn, để mà các bạn có thể hiểu được là trong một quyển catalog. Lúc đầu và thời kỳ đầu tiên khi mà Anna làm ấy, tôi chỉ cầm quyển catalog và tôi chỉ đơn giản là tôi đặt từ đầu quyển catalog đến cuối quyển catalog, chấm hết. Đơn giản là tôi làm như thế, tôi đặt từ đầu quyển catalog đến cuối quyển catalog. Và trong cái phần mà Anna vừa trình bày thì tôi sẽ có phân ra là thành các cái sản phẩm thuộc về dòng năng lượng riêng, thuộc về dòng cân bằng riêng và thuộc về năng lượng cân bằng và thanh lọc. Đấy, mình có phân chia ra để cho các bạn dễ hiểu. Thế chúng ta nói tóm lại, chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm nào? Đây, chúng ta có những dòng sản phẩm này. Đầu tiên, dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm số 1 là dinh dưỡng thể thao. Dòng sản phẩm số 2 là chăm sóc da. Dòng sản phẩm số 3 là sản phẩm dành cho trẻ con. Sản phẩm số 4 là dòng thực phẩm chức năng dạng uống. Thì cái dòng này nó chia ra thành nhóm sản phẩm thanh lọc, nhóm sản phẩm cân năng lượng. Nhóm sản phẩm cân bằng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi theo đúng cái cấu trúc như thế này. Ok, rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi theo đúng cấu trúc như thế này nha. Đầu tiên mình sẽ nói về dòng dinh dưỡng thể thao trước. Tại sao mình lại nói về dòng dinh dưỡng thể thao trước? Đơn giản vì nó là dòng cực kỳ theo xu thế. Bây giờ người ta cái nhu cầu làm đẹp của người ta lên rất là cao, cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe rồi xây dựng cơ bắp, làm sao cho họ có một cái cơ thể, cái body đẹp nó rất là cao. Cho nên khi các bạn dùng cái dòng này thì nó vô cùng thân thiện. Nó vô cùng thân thiện. Và cái dòng mà dinh dưỡng thể thao của mình lại là cái dòng mà nó có cái hiệu quả cao. Nó có cái hiệu quả cao. Đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn dinh dưỡng thể thao gồm có những cái gì. Đây, đầu tiên, dinh dưỡng thể thao thì không thể nào mà không nhắc đến cái sản phẩm là protein. Cái này gọi là whey protein. Và cái này chỉ dùng cho những người mà luyện tập thôi, tức là có luyện tập thực sự ấy nha, thì họ mới hấp thu được. Chứ nếu những người mà tập như kiểu tập giống như tôi, kiểu vui lên thì tập ấy, thì mình hoặc là đi bộ nhẹ nhàng thì mình uống dòng khác chứ mình không uống dòng này. Đó, mình uống dòng này. Đây, trong số đây là ba cái sản phẩm protein mà dạng túi mà đang có mặt ở thị trường Việt Nam. Thì sô-cô-la này này, dòng này sẽ là dòng mà phù hợp với người mà tập luyện, tức là cái hàm lượng protein của nó cao hơn là hai cái dòng 528.000 này. Trong hai cái món là cherry và mâm xôi thì tôi thấy là mâm xôi là dễ uống hơn, còn cherry thì nó hơi hắc. Đó, để các bạn lưu ý, nếu với những người mà tập luyện thể dục thể thao, nếu như họ mà một ngày họ bổ sung thêm một túi này là ok trước lúc đi tập. Thế còn với chúng ta, nếu chúng ta có nhu cầu tăng cân thì bạn bổ sung thêm một túi này một ngày. Nếu bạn có nhu cầu giảm cân thì bạn lấy một túi này thay cho một bữa ăn. Đó là cái cách mà chúng ta đang kết hợp. Và những cái sản phẩm thuộc về dòng protein này của chúng ta thì hiện tại nó đang bị hết hàng. Nó đang bị hết hàng, mình cũng nói luôn để cho các bạn chuyển sang cái dòng protein này. Dòng này thì đang chuẩn bị hàng chuẩn bị về. Thế cái dòng này này,
là đây là màu trắng này gọi là diet shake, tức là protein. Nhưng mà protein này tính ra nó đắt hơn là cái hộp kia. Cái hộp kia là một hộp có 15 túi, tính ra khoảng 30 nghìn một túi chưa kể tiết chiết khấu. Còn cái này nó khoảng 40 mấy nghìn một túi ấy, chưa kể chiết khấu, đấy là nguyên giá bán. Nhưng mà cái dòng này nó lại có khả năng nở ra và bạn có thể dùng để bạn làm bánh, bạn có thể dùng bạn làm bánh táo này, làm bánh chuối này, làm bánh dâu này, rồi bạn có thể dùng để bạn làm kem này, bạn có thể dùng để mà bạn mix cùng với một số những cái loại trái cây rất là ngon. Thế còn hoặc bạn có thể trộn với sữa chua. Và cái dòng này nó có đặc điểm á, là sau khi bạn pha xong, nếu bạn pha với sữa thì bạn pha với sữa hạt là ngon nhất. Và sau khi bạn pha xong á, thì nó đối với một số người nó hơi khó uống là bởi vì nó đặc rất là nhanh. Nếu mà bạn pha nó đặc quánh á, và khi nó đặc quánh thì như tôi là tôi không xúc ăn được, tôi cảm giác nó như hơi giống như cháo, cháo loãng ấy. Thì như vậy nó mới thay thế được cho một bữa ăn và nó làm chúng ta no lâu. Và quan trọng hơn là trong cái dòng này nó khác với cả những dòng protein kia, là trong dòng này nó còn có một hoạt chất có tên gọi là L-carnitine. Và cái L-carnitine này chính là cái hoạt chất để mà giúp kích thích đốt cháy mỡ đó. Và đàn ông sử dụng cái protein này cực kỳ hiệu quả, bởi vì L-carnitine cũng là một trong những cái hoạt chất mà cực kỳ cần thiết trong cái sinh lý nam luôn á đó. Đó, cho nên là cái này là một trong những cái, nếu mà chúng ta uống được thì nó rất là tốt. Và để mà các bạn dễ uống thì sau khi các bạn lắc xong thì các bạn pha xong rồi các bạn phải uống liền luôn, đừng có để lâu thì nó đặc. Đây là thay cho bữa ăn, ok chưa? Những cái người mà muốn tăng cân á thì bạn không uống cái protein này, bạn chỉ uống các dòng kia thôi. Nếu những dòng kia hết thì bạn chịu khó bạn ăn sang những cái loại thực vật tạm cho đến khi mà nó xuất hiện hàng. Thế còn cái dòng này gọi là yoga mà pua hát. Dòng này là dòng nó có những cái sản phẩm mà có chứa beta-glucan. Beta-glucan là chiết xuất từ yến mạch và có cái tác dụng là hỗ trợ giảm cái nồng độ đường và mỡ ở trong máu. Cho nên cái này là cực kỳ tốt cho những người mà muốn giảm cân, những người bị mỡ máu, những người bị tiểu đường. Cực kỳ tốt. Và bạn cũng thấy luôn là pua hát, tức là nó cho một cái trái tim khỏe mạnh đấy. Cho nên là bình thường chúng ta sẽ uống cái này một ly và bạn pha với một cái ly nước ấm ấy, nhỏ nhỏ, bạn uống trong thời gian từ sáng đến trưa, chứ ý của người ta là không uống buổi chiều, thế còn nếu như mà ai mà bị tiểu đường mà muốn uống một ngày hai lần á, thì bạn hãy uống cái gói buổi chiều á, nói chung là sớm, uống sớm đi, trước 3 giờ chiều. Thế còn tôi thì tôi chưa có cái kinh nghiệm là uống hai gói một ngày, nhưng mà kinh nghiệm của tôi là tôi thường hướng dẫn cho mọi người uống một gói một ngày. Và cái thời gian còn lại ấy, nếu có là tôi sẽ cho một số khách hàng mà bị tiểu đường của mình dùng thêm cái sản phẩm trà nữa để cho nó có tính luân phiên. Đấy, sản phẩm này sản phẩm giảm cân rất hay, cực kỳ hay luôn. Bạn nào muốn giảm cân thì giảm mà uống combo này cộng kết hợp với cả trà tê và một số sản phẩm thanh lọc nữa thì bạn có thể giảm một tháng 4 đến 5 cân mà không cần phải tập thể dục quá nhiều nha. Mình chỉ cần vận động thôi. Đấy là đặc điểm của giảm cân ở Sibri. Rồi mình có những cái dòng này gọi là những cái dòng hợp chất cực những hợp chất bổ sung cho hệ cơ xương khớp cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Cái phần này thì không phải chỉ là những người mà tập luyện thể thao mới dùng được, mà tất cả những người nào có một cái có vấn đề về cơ xương khớp đều sử dụng được hết. Và bạn biết rằng là cái nhu cầu mà về cơ xương khớp là một trong những nhu cầu cực kỳ lớn của thị trường Việt Nam. Mega Essential này nó là hợp chất tổ hợp vitamin. Mà cái vitamin này thì nó phù hợp với những cái đối tượng tập vì cái lượng khoáng của nó rất là nhiều. Đặc biệt nó có nhiều magie và một số những cái hợp chất là những cái loại khoáng khác để tăng cường hấp thụ được. Tại vì các loại khoáng trong cơ thể mình nó không hấp thụ độc lập mà nó hấp thụ trong một chuỗi tất cả những cái kết nối mắt xích lại với nhau. Bạn cứ hiểu nôm na như vậy, cho nên là nó phải đi theo chuỗi và theo một cái tỷ lệ mà cơ thể của mình dễ hấp thu. Thì cái này nó 377.000 mà nó có tận 120 viên uống còn lâu mới hết. Nó có khả năng thư giãn cơ bắp và làm cho cái người mà tập luyện thể dục thể thao mà cứ tập luyện liên tục hoặc là tập luyện thi đấu hoặc là chạy nhảy nhiều, luyện tập thể thao nhiều, hoặc là những người mà bị cơ xương khớp ấy, họ uống họ có cảm giác rất là dễ chịu. L-carnitine này là để đốt cháy mỡ. Bây giờ nếu như chúng ta có cái yoga pua, cái yoga mà yoga shake ấy mà màu trắng xanh ấy thì mình không cần dùng cái này cũng được. Glucosamine và chondroitin là một trong những cái siêu phẩm thuộc cái dòng dinh dưỡng thể thao này. Tức là bất kể một ai đang bị đau lưng, đau cứng lưng, đau cứng cơ mà bạn chỉ cần uống có 2 đến 4 viên thì bạn sẽ gần như là hết cái cảm giác đau nhức khó chịu ngay sau 3 tiếng.
Tôi đã có cái test của cái này và đúng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Khi mà mình tập mình bị đau, mình bị cứng cơ, bạn dùng cái này rất là tuyệt vời. Mẹ tôi rất là hiếm khi mà dùng cái từ tuyệt vời luôn á. Hiếm lắm. Mẹ tôi nhá, đi tập, mẹ tôi là dân khiêu vũ thể thao và khi mà tập á, thì cho dù là uống cái gì đi rồi, vẫn cảm thấy bị đau. Thế nhưng mà khi mà uống glucosamin và choroitin dòng thể thao này vào là hết liền luôn. Nhẹ hiền luôn, đi chân là bắt đầu lại bay ở trên sàn như là lướt sóng. Còn BCAA complex này là một trong những cái tổ hợp acid amin. Và những cái tổ hợp acid amin này nó sẽ hỗ trợ để cho hình thành cơ bắp. Nếu như mà bạn không tập luyện thể dục thể thao thì bạn đừng có uống. Bởi vì bạn mà không tập luyện thể dục thể thao nhiều á mà bạn uống cái này thì nó không hấp thu được. Và khi không hấp thu được thì nó lại sinh ra, nó lại thành chất thải của mình thì nó không hay. Đấy là về dòng dinh dưỡng thể thao. À, dòng số 2 của mình đang sẽ nói đến đấy là dòng dòng về dưỡng da. Dòng về dưỡng da. Rồi. Đây là cái dòng mà thời điểm hiện tại đang có cực kỳ đầy đủ hàng. À, đầu tiên sản phẩm làm sạch. Riêng về cái bước mà làm sạch da nó là một trong những cái câu chuyện mà tốn cực kỳ nhiều giấy mực của nhiều hãng cũng như là nhiều video. Nhưng mà ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số sản phẩm mà chúng ta có. Sản phẩm làm sạch da mà gọi là cream cleanser này này là sản phẩm rửa mặt hàng ngày. Ok chưa? Sau đấy mình có một cái mặt nạ hỗ trợ giảm nhăn. Mình có một cái dầu loại bỏ tế bào da chết. Mình có một cái loại dầu đấy, nó rất là rẻ và dùng cực kỳ sướng. Nó có một cái sữa làm sạch da mặt chuyên sâu. Cái này không phải là cái thứ dùng mỗi ngày. Cái này tôi đã mua về tôi dùng rồi. Một tuần bạn chỉ dùng 1 đến 2 lần thôi là được. Đó. Cho nó làm sạch cái da mặt chuyên sâu của bạn. Rồi, dầu làm sạch dùng để rửa mặt. Bạn phải để ý nó là cleansing oil. Và khi bạn dùng cleansing oil, tức là dùng dầu rửa mặt thì nó khác với sữa rửa mặt. À, bạn dùng dầu rửa mặt này là bạn sẽ dùng trước cái bước mà sữa rửa mặt. À, bạn phải để ý nha, dùng dầu rửa mặt trước cái bước sữa rửa mặt, chứ không phải dùng dầu rửa mặt xong là xong. Đó, bây giờ này, dầu rửa mặt này bạn cho một chút lên tay và bạn massage lên mặt. Và sau khi bạn massage xong một lúc bằng dầu rửa mặt thì để cho những cái lượng dầu ở trong những tuyến bã nhờn của bạn cộng với cả là những cái lượng dầu ở trong kem chống nắng rồi trong sản phẩm dưỡng da của bạn nó có khả năng mà nó được lấy ra khỏi lỗ chân lông. Sau đó bạn lấy vài giọt nước, bạn xoa đều trên tay của bạn rồi bắt đầu bạn đưa lên mặt của bạn, bạn massage tiếp. Cái mặt của bạn bây giờ nó sẽ có cái màu trắng hơn. À, tiếp tục lần thứ hai bạn lại lấy thêm vài giọt nước, bạn lại hòa lên tay và bạn lại massage trên mặt như vậy. Mấu chốt là để cho những cái dầu rửa mặt này nó có thể tan được hết. Nó có thể đi được hết vì nếu không nó ở lại trên da chúng ta nó lại gây bít lỗ chân lông. Lần thứ ba bạn lại lấy một số những cái giọt nước bạn xoa đều trên tay và massage lên trên mặt như vậy. Vậy cho nên là cái bước rửa mặt của chúng ta nó có thể tốn đến tận quãng chừng gần chục phút và bạn phải đầu tư cho cái bước rửa mặt này. Và đây là một trong những cách mà dùng dầu rửa mặt của chị Phạm Quỳnh Mai là chuyên gia 10 năm có cái kinh nghiệm về da của những hãng cực kỳ nổi tiếng và chị có một làn da cực kỳ đẹp. Và cái cách đây quãng chừng một tuần khi mà tôi đi Sơn La Hà Nội á, xong bắt đầu lại đi Sapa Hà Nội và bắt đầu lại đi xuống vào Vinh thì đêm thì ở trên xe, ban ngày thì làm. Thế nó cuốn mình đi và mình không có vệ sinh mặt sạch và chỉ cần sau đúng 4 ngày thôi là cái mặt mình sần lên liền luôn á. Nhưng mà khi mà mình rửa mặt đúng cách, mình vệ sinh đúng cách á, thì sau đấy cũng trùng khoảng 4-5 ngày là nó lại đâu lại vào đấy, da lại ngon như bình thường. Cho nên là chúng ta cần phải lưu ý cái bước làm sạch. Nước mi sen tẩy trang này này, mặc dù á, là nó có dịch ra tiếng Việt là như thế, nhưng mà các bạn để ý tiếng Anh của nó là tức là renew á, micellar water á, thì nó là một cái dạng mà làm sạch sâu mà nó dùng sau bước rửa mặt. Nó giống như là cái lotion, cái nước hoa hồng nhiều hơn là nước tẩy trang. Cho nên là các bạn hãy dùng nó sau cái bước mà rửa mặt và để cho mình có thể làm sạch da mặt thật sạch. Thì lúc đó bạn dùng cái bộ này bạn sẽ thấy là nó rẻ mà nó sướng vô cùng. Và dùng cái bộ này thì cái chất lượng của nó sẽ bằng như là bạn dùng những cái sản phẩm ở trên thị trường mà có giá 700-800 nghìn cho mỗi một món. Đó. Và phụ nữ hay là đàn ông thì bạn đều cần phải giữ cho mình một cái làn da sạch đẹp cả, làn da bóng khỏe cả. Và vì vậy cho nên là bạn hãy sắm, có sản phẩm gì thì bạn sắm sản phẩm đấy. Thiếu sản phẩm nào thì bạn mua một số những sản phẩm bạn hay dùng quen thuộc để bổ sung. Đây gọi là dòng sản phẩm Extra Lanta. Đây cái dòng Extra Lanta.
Trong dòng Extranta mình còn có những sản phẩm kem ngày, kem đêm và kem mắt. Kem ngày thì mình dùng ban ngày, kem đêm mình dùng ban đêm, và kem mắt thì mình dùng riêng cho vùng mắt. Nếu mà mình không có kem mà dùng riêng cho phần vùng mắt ấy thì mắt sẽ rất là dễ bị bọng mỡ. Tôi là một trong những cái ví dụ điển hình của cái việc là không bao giờ thèm chăm sóc gì ấy. Tôi chỉ mới chăm sóc da tử tế từ thời mà tôi vào Sibri thôi. Trước đây tôi dùng như phá vậy đó. Cho nên rằng là cái bọng mắt của mình cũng có rất nhiều. Kết hợp với việc là trước đây tôi uống rất là nhiều sữa, cho nên là nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thế bây giờ mình cứ đi mình chỉnh hoài ấy mà chưa được. Bạn nào mà đang có cái cơ hội giữ gìn ngay từ đầu ấy thì nó sẽ tốt hơn. Cái sản phẩm này dùng cũng cực kỳ thích, dùng phù hợp với cả làn da của bạn, cho dù bạn ở miền Nam hay miền Bắc, khí hậu khô hay là khí hậu lạnh hay là khí hậu nóng. Và trong cái bộ này nó còn có một cái serum gọi là kem kim cương. Serum. Đây, nó còn có một cái bộ gọi là cái bộ kim cương. Tức là nó gồm có một cái serum và một cái kem lùn. Thế bây giờ cái kem lùn này thì chúng tôi đã thay thế bằng kem ngày kem đêm. Bởi vì là cái kem ngày kem đêm thì cái bảo quản trong cái chai và vặn ý thì nó tốt hơn. Còn cái kem lùn này thì phải mở nắp ra. Kem lùn thì nó có cái độ dưỡng ẩm sâu hơn một tí so với kem ngày kem đêm. Còn tất cả những cái đặc điểm khác thì nó đều y chang luôn. Còn serum của mình á là mình sẽ dùng trước cái bước mà dùng kem dưỡng. Tức là sau khi bạn rửa mặt, bạn làm, bạn dùng nước mi sen xong á, thì lúc này bạn sẽ dùng serum, bạn ấn áp lên cái khuôn mặt của bạn. Sau khi dùng serum nó khô rồi, bắt đầu bạn mới dùng đến kem dưỡng. Và bạn có thể thấy ở đây trong cái quyển catalog của mình thì nó rất là rõ về cái đặc điểm của bộ sản phẩm Extranta. Cái serum của mình á, nó có cái sản phẩm, nó có cái đặc điểm như thế này này. Nó có những cái phân tử mà cái hyaluronic ấy là một. Đây này, bạn có thể để ý cái tên đây này. Hyaluronic. Cái đây là một trong những cái phân tử đặc biệt trong những cái sản phẩm mỹ phẩm, chỉ có ở những dòng sản phẩm cao cấp mà giá trên thị trường quãng chừng từ 7-8 triệu cho đến 20 triệu cho một cặp, chứ không có giá là 1 triệu cho một cặp như của chúng ta đâu. Đó, và những sản phẩm này nó có khả năng là nó đi sâu vào bên trong, nó được đóng gói rất là đặc biệt. Và khi vào bên trong nó bắt đầu nó mới nở ra. Và khi mà nó nở ra ấy, thì nó sẽ làm phẳng cái nếp nhăn từ bên trong. Cho nên bạn để ý là tư vấn viên của Sibri á, lên hình là anh nào da cũng căng bóng là vì như thế. Nếu như mà có ánh điện chiếu vào mà nghiêng nghiêng xiên xiên, bạn còn thấy cái độ bóng của cái làn da cơ. Đó, thế thì đây là về serum nha, huyết thanh thông minh. Thế còn nó có một cái gọi là cái hiệu quả ngay tức thì và có tích lũy, là nó làm giảm nếp nhăn. Ngoài ra là gì? Nó còn có cái loại kem. Cái kem nó cũng có cái tính tương tự. Và kem á, thì nó giúp làm mềm, làm sáng, làm trắng da, và làm tăng cường cái độ mà đàn hồi cũng như là cái độ săn chắc. Nên dùng sản phẩm của Siri một thời gian, bạn thấy là không phải chỉ có da mà thậm chí cái cơ của mình nữa. Vì mình kết hợp một số sản phẩm uống mà nữa, cho nên cái cơ của mình nó cũng săn chắc hơn. Và cái kem lùn này bây giờ thì mình thay bằng kem ngày kem đêm nha anh chị em. Công dụng tương tự nhau. Rồi, trong cái bộ mà kem dưỡng thì mình vẫn đang còn. Bây giờ mình có cái bộ kem này. Bộ này là bộ có chiết, là bộ mới. Bộ này là bộ Andesense, là bộ mới. Bộ vừa rồi là bộ bộ sưu tập Extranta. Bộ này là bộ Andesense thì cái giá nó rẻ hơn. Nhưng mà dùng cấp ẩm cực kỳ sướng. Nếu anh chị em nào mà thiên về cấp ẩm và thiên về tái tạo, mình có thể dùng bộ này. Đó, rẻ nhưng mà lại có hiệu quả cao. Và mình cái bộ mới này này, bộ Andesense này thì nó có khá là nhiều những cái loại mặt nạ. Những cái loại mặt nạ này là những cái thứ mà không thể nào mà thiếu được trong cái hành trình xuyên Việt của tôi hiện vừa rồi nhá. Nó mặt nạ làm sạch sâu, mặt nạ kiềm dầu, mặt nạ tái tạo, mặt nạ dưỡng ẩm, bạn đều nên mua về hết. Bạn đều nên mua về hết. Vì nó dùng rất là thích và giá của nó có mỗi 165.000 thôi. Đơn giản vô cùng, ai cũng có thể dùng được. Mà dùng lâu hết lắm. Và những cái mặt nạ của mình á, là nó rất là đơn giản. Mình đắp lên mặt xong bắt đầu khoảng chừng 10-15 phút sau là bắt đầu mình rửa đi thôi. Cho nên là nó mà nó sướng lắm. Nhất là khi bạn đắp mặt nạ tái tạo nhá. Thì khi mà đi nắng chẳng hạn, nó di chuyển trên đường mà cái da của mình nó bị tổn thương ấy, là nó sẽ hơi châm chích nhẹ một xíu, xong bắt đầu nó dịu hẳn cái làn da của mình đi.
Đó, thế còn cái mặt nạ mà cái dòng mà làm sạch sâu và cái dòng mà kiềm dầu ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn, những cái bạn nào mà da dầu ấy hoặc là da mụn ấy hoặc là da mà hay bị mụn li ti, như mụn tôi cũng là một trong loại da nhạy cảm, mình cũng cần phải dùng cái mặt nạ này. Cho nên là riêng mặt nạ tôi đề nghị là các bạn mang về mua dùng hết. Phải biết chăm sóc bản thân mình với cái mặt tiền của mình, nó liên quan đến cái thu nhập của mình. Đó. Tiếp đến là những cái dòng gội đầu. Dòng gội đầu của mình gồm có gội này, gội xả và ủ, nhưng mà cái ủ thì hiện tại nó không có, còn gội và xả ấy thì tất cả những cái dòng sản phẩm nào của mình nó đều có theo một cái phương pháp là thanh lọc năng lượng cân bằng, và nó đều có thanh lọc, cho nên là dầu gội của chúng ta trong khoảng một tuần đầu tiên bạn gội thì bạn sẽ thấy nó hơi bết bết. Đấy là nó đang thanh lọc cho cái da đầu của mình. Ngay cả kem dưỡng da của chúng ta, nếu da của bạn yếu ấy, da của bạn thường xuyên sử dụng một số những cái sản phẩm mà có những cái chất mà làm tẩy mà mất cái lớp màng nhũ tương ở trên bề mặt da, thì nó cũng sẽ có cái phản, nó có cái phản ứng thanh lọc và nó sẽ hơi sạm lại một chút, nó đẩy cái lớp tế bào ấy lên, sau đó nó giúp hồi phục cái màng thủy tương ở trên mặt của chúng ta. Đó. Đấy là sản phẩm này. Mình còn có sản phẩm cho nam nữa. Sản phẩm cho nam, tắm gội cho nam. Rồi mình có bộ, mình có cả cái dòng này là nước cân bằng kiềm dầu, dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết, nhưng mà dạng này là dạng kem. Còn cái bộ, cái là bộ Andesen á, thì tẩy tế bào chết là dạng kem, còn cái bộ mà Extralanta thì tẩy tế bào chết là dạng dầu. Các bạn nhớ nha, nó chỉ khác nhau ở cái dạng thức thôi. Dùng muốn biết là khác nhau như thế nào thì chỉ có trải nghiệm trên mặt của mình, mình thấy cái gì hợp hơn thì mình dùng. Mình lại có luôn cả hai cái loại toner nữa. Đó, và ngoại trừ cái dòng này thì mình còn có dòng spa. Dòng spa của chúng ta là chúng ta sẽ có là sữa tắm, dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết. Và tôi cực kỳ thích cái bộ này. Tôi cực kỳ thích có hai vị là vị dâu tây và vị hạt thông sắt ấy. Đó, và mỗi một món này chỉ là có giá 209.000 thôi. Sướng cực kỳ luôn. Đó, các bạn cứ tin ở mức độ trải nghiệm sữa tắm, dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết. Và cái dưỡng ẩm nha, tôi đã từng ra thời tiết ở Hà Nội khô tôi dùng vẫn được, thời tiết mà khi mà để mà dưỡng ẩm vẫn được, và tôi dùng ở thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh nó cũng dùng rất là tốt, nó khô bề mặt da nhanh lắm. Và mình có cả sản phẩm kem chống nắng, sản phẩm kem chống nắng của chúng ta, body và cho mặt. Rồi mình có cái sản phẩm kem đánh răng và nước súc miệng. Đánh răng cực kỳ sướng, ba chỉ có khoảng cỡ 3 ngày là bắt đầu bong được cái mảng bám trên răng rồi. Từ khi tôi dùng kem đánh răng của Siri tôi không còn đi lấy cao răng nữa. Đó. Còn nước súc miệng này và kem đánh răng của chúng ta đều có khả năng mà làm phòng ngừa những cái viêm níu này, chảy máu chân răng này, giúp hồi phục một số những cái tổn thương ở trong cái vòng miệng của chúng ta và sát khuẩn rất là tốt. 100% là bằng từ những cái thảo mộc thiên nhiên. Ngoài ra mình có một cái bộ sưu tập gọi là cái bộ sưu tập băm sam đến từ cái cây linh sam. Thì nó gồm có cái màu nâu nâu này để xoa cho cơ xương khớp. Cái nhỏ nhỏ này là gel repair này là khi mà bị côn trùng cắn thì mình bôi, hoặc khi có những cái mụn bị sưng thì mình bôi. Cái sản phẩm mà dầu thơm balm sam này là dùng có, nó có tới 20+ loại công dụng cơ. Từ cái việc mà bôi cho búi trĩ cho đến việc mà bôi trên người để cho hạ sốt, đến việc là tôi mà nói nhiều thế này, tôi uống vào, uống trực tiếp vào để nó làm dịu cái thanh quản và nó hồi phục cái cuống họng, đến cái việc mà mình rửa, mình dùng để làm cái một cái hòa ra để mình rửa cái dung dịch vệ sinh rồi chấm lên những cái nốt mụn mà đang bị vừa mới nặn ra hoặc đang bị sưng, nó cũng làm xe rất là nhanh. Xong rồi bôi những chữa những cái bệnh ngoài da như là á sừng rồi vẩy nến này kia đấy, những cái bệnh viêm da cơ địa bôi nó hết cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ hiệu quả và giá lại rẻ. Đó. Rồi trẻ con bị sốt thì bôi khắp người cho trẻ con. Rồi có một cái sữa chăm sóc da đầu này mình xịt trên da đầu, nó sẽ giúp giảm những cái bệnh về da đầu này, gầu này, và nó sẽ nuôi dưỡng cái da đầu của mình. Đó. Đấy là cái dòng gọi là cái dòng số 2 mà chúng ta nói đến là dòng về về sản phẩm dưỡng da và spa. Rồi, khéo mà Du ngủ mất. Anh chị em có câu hỏi gì không? Du. Vâng ạ, mời chị. Linh ơi, cho khách mời hỏi một chút nha. Mình có nhiều câu hỏi lắm mà.
dùng mình mic nhá. Đầu tiên của mình là mình bị rụng tóc ấy. Tóc rụng nhiều lắm. Thế cái câu hỏi đấy ạ, cụ thể về một số trường hợp ấy là một tí nữa em mới có thể trả lời chị được. Một tí nữa em mới trả lời chị được, chị chờ một xíu nha. Rồi. Cả nhà mình có bị mệt không? Cả nhà mình có bị mệt không? Không hả? Ok. Thì mọi người có muốn là nói kỹ một tí cho nên là hôm nay tôi nói rất là kỹ. Và khi mà mình nói kỹ như vậy thì đương nhiên là nhà mình chúng ta cần phải kiên nhẫn một xíu. Bây giờ chúng ta sẽ còn hai dòng sản phẩm nữa mới kết thúc được cái phần số 3. Đó là cái dòng sản phẩm cho trẻ em và cái dòng sản phẩm dạng uống. Và sau khi kết thúc phần 3 này, phần 4 thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình kết hợp những cái sản phẩm vào với nhau như thế nào trong một số những cái loại bệnh đấy và một số những cái tình huống mà cần phải sử dụng. Rồi ok, chúng ta tiếp tục đến dòng sản phẩm của trẻ con. Trong sản phẩm của trẻ con thì số 1 rất là đơn giản, có một số sản phẩm sữa tắm. À, và sữa tắm này nó chỉ là những cái loại nước được lấy từ những cái loại thảo mộc và không có một tí xà phòng nào để trẻ con có thể tắm được. Và tôi thì tôi hay mua cái loại cúc la mã này này, cái loại 253 mà màu xanh này này. Đó, để mà tôi tắm cho, tôi đưa cho bé nhà tôi tắm. Nó không có mùi thơm gì cả mà nó sạch theo một cái cách rất là riêng, sạch thật. Và không có những cái chất tẩy rửa nên là nó, nói chung là nó phù hợp. Vì trẻ con á, mình cũng hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu để cho các con có được một cái môi trường phát triển mà nó ngon lành nhất. Rồi, trẻ con có hai món này á, ở Siri dùng cực kỳ sướng. Một, đó là Vitamama Sweet. Nó làm những cái viên mà nó giống như những cái viên kẹo ấy. Và nó màu đen đen và trẻ có thể dùng từ 7 viên cho đến 20 viên một ngày. Và với những cái viên này thì nó sẽ giúp cho trẻ tăng sức đề kháng và nó có những cái hoạt chất mà đến từ inulin tự nhiên ấy, để nó làm hỗ trợ tăng cường cái việc tiêu hóa của trẻ. Cho nên khi mình dùng cái này thì một là hệ thống tiêu hóa của trẻ tốt hơn, được cải thiện, và hai là sức đề kháng của trẻ tăng lên. Rồi mình có cái vitamin A, omega 3 là những cái hợp chất mà hỗ trợ cho cái sự phát triển của não bộ và tốt cho mắt. Trẻ con bây giờ dùng iPad nhiều cho nên mắt bị ảnh hưởng rất là nhiều và bị khô, cho nên chúng ta cần phải sử dụng cho các con một ngày 2 viên. Và trong một số trường hợp mà chúng ta muốn tăng chiều cao cho trẻ và bảo vệ trẻ toàn diện hơn thì với những trẻ mà từ khoảng 5 tuổi trở lên á, thì tôi hay hướng dẫn cho dùng mỗi ngày thêm 1 viên canxi và mỗi ngày thêm 1 viên formula 4 kết hợp với hai món này. Giống như là bạn Gia Huy nhà Anna bây giờ cũng đang dùng 4 món như vậy. Và tôi đưa cho con để con tự dùng luôn, tức là để ở trong ba lô tự biết là uống cái gì, uống cái gì, uống cái gì. Nhu cầu canxi của trẻ con, những cái trẻ nhỏ nhỏ như thế, kiểu bậc tiểu học ấy, thì là khoảng 700mg đến 800mg và nó phù hợp với hàm lượng trong một viên của chúng ta. Còn đối với những cái trẻ mà ở tuổi dậy thì bắt đầu từ tuổi teen, tuổi dậy thì từ 14, 15, 13, 14, 15 mà đến 18 thì bạn cần phải cho trẻ uống từ 2 đến 3 viên canxi và vẫn cho trẻ uống một viên formula và hai cái bộ kia. Cứ để cho trẻ sử dụng như vậy là sẽ giúp tăng sức đề kháng và giúp cái hệ tiêu hóa cũng như là bên trong cơ thể cân đối lại rất là nhiều. Đó, trẻ con thì đơn giản thế thôi. Rồi, bây giờ đến cái dòng mà nó nhiều sản phẩm nhất, cái dòng mà nó tạo ra nhiều lợi thế của chúng ta nhất, đó là dòng uống. Thì trước khi đi đến phòng dòng uống thì tôi muốn khẳng định với các bạn một điều, dựa trên cái quan điểm của góc nhìn của một chuyên gia mà tôi đã test rất nhiều sản phẩm trên thị trường rồi, thì với mỗi một tập đoàn khác thì họ thường có một cái ưu thế khác nhau, có một cái ưu thế về sản phẩm khác nhau. Nhưng mà riêng sản phẩm của Siri của chúng ta nhé, riêng sản phẩm Siri thì dòng nào của chúng ta cũng có ưu thế hết. Nó không giống như những cái hãng khác là họ chỉ có một hai sản phẩm mũi nhọn thôi, nói vậy thì dễ hiểu hơn. Thế còn ở bên này là dòng nào chúng ta cũng có sản phẩm mũi nhọn, dòng nào cũng tốt, kể cả sản phẩm từ 100.000 cho đến sản phẩm 1 triệu của chúng ta thì sản phẩm nào cũng có cái cảm nhận cả, cũng có cảm nhận tốt cả và cũng có khả năng bảo vệ cơ thể của chúng ta cả. Đó, nó hay như thế. Dòng dưỡng da cũng rất là xuất sắc, như một hãng dưỡng da, chăm sóc da chuyên nghiệp. Dòng mà dinh dưỡng thể thao thì như một hãng thể thao chuyên nghiệp và dòng thực phẩm chức năng thì như là một hãng về thực phẩm chức năng chuyên nghiệp. Tất cả các dòng đều cực kỳ mạnh
và dòng sản phẩm của chúng ta liên tục có thắng những cái giải thưởng quốc tế về thực phẩm chức năng, thắng những giải thưởng quốc tế về những sản phẩm làm đẹp. Và bây giờ tôi xin phép được đi vào cái dòng sản phẩm, dòng sản phẩm số 3 là dòng sản phẩm dạng uống của chúng ta, đi theo cái phương pháp là thanh lọc năng lượng cân bằng. Tại sao lại là thanh lọc năng lượng cân bằng? Thì bây giờ tôi xin được trình bày với các bạn một xíu về cái gọi là thanh lọc năng lượng cân bằng. Nếu như làm sạch da thì 80%, chăm sóc da thì 80% đến từ việc làm sạch. Thì bên trong cơ thể của mình, cái việc chăm sóc cơ thể nó sẽ đến từ 80% là việc làm sạch. Nó sẽ làm cho chúng ta sử dụng tất cả những sản phẩm khác vào, nó sẽ hiệu quả hơn. Làm sạch có nghĩa là như thế nào? Làm sạch có nghĩa là như thế này, là trong cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta thì thường xuyên xuất hiện những cái cặn bã và tạp chất, bao gồm cả việc hấp thu từ bên ngoài lẫn các cái phản ứng trao đổi chất bên trong cơ thể của chúng ta đều có những cái cặn bã đó. Và thông thường á, thì cơ thể của chúng ta có khả năng tự đào thải nó ra ngoài. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh như hiện tại là được giống như ở đất nước, như đất nước Việt Nam của chúng ta, thì cái cơ thể của chúng ta bị hạn chế rất nhiều trong cái khả năng mà đẩy được hết cái lượng độc tố đấy ra bên ngoài. Và nó thường tích tụ ở đâu? Thường tích tụ ở trong những cái cơ quan suy yếu. Cái cơ quan nào yếu thì độc tố sẽ tích tụ và thông thường nó sẽ gây bệnh đó. Hoặc là nó sẽ tích tụ trong các mô mỡ. Cho nên gần đây bạn có thể để ý thấy là mỡ nội tạng xuất hiện rất nhiều là vì như vậy. Những cái người mà có mỡ nội tạng và càng có nhiều mỡ nội tạng, tức là mỡ nó bám ở trong những cái cơ quan, nó gần như là một trong những cái kho để mà chứa đựng độc tố luôn á. Thế thì việc của mình là mình phải làm sao để mình thanh lọc được da. Và thanh lọc của chúng ta là có 3 cấp độ thanh lọc: thanh lọc phần thô, thanh lọc ở các hệ cơ quan và thanh lọc ở tế bào. Thế thì bao nhiêu số các bạn mình nghĩ rằng là độc tố nó tập trung nhiều ở đường ruột nào? Thì mình giơ tay nào, giơ ngón tay. Cảm ơn các bạn đã tương tác với tôi. Độc tố của chúng ta ấy tập trung phần thô là ở đường ruột, là ở trong cái đại tràng. Thế nhưng mà độc tố tích tụ nhiều nhất ấy, là ở trong tế bào. Cho nên rằng là Siri là một trong những cái công ty, những cái tập đoàn hiếm hoi mà mình có những cái sản phẩm để mà mình có thể thanh lọc được ở tận cái cấp độ tế bào, thanh lọc cực kỳ sâu luôn. Đó, và một tí nữa khi mà đi đến cái bộ thanh lọc thì tôi sẽ nói kỹ về cái phần này. Rồi sau đó, mỗi một tế bào bên trong cơ thể của chúng ta là một cái nhà máy sản sinh năng lượng. Mình thấy rằng là điện thoại phải cắm sạc pin, lúc nào cũng phải cắm sạc pin, laptop cũng phải cắm sạc pin, quạt cũng phải cắm sạc pin, quạt cũng phải cắm điện mới có thể hoạt động được. Nhưng cơ thể của chúng ta thì không cần cắm bất kể một cái nguồn điện nào cũng có thể hoạt động được, bởi vì từng tế bào đã là một cái nhà máy sản xuất ra năng lượng rồi. Thế nhưng mà để nó sản xuất ra năng lượng thì chúng ta cần phải cung cấp dưỡng chất cho nó đúng. Và cái dưỡng chất mà chúng ta cung cấp thường là bị thiếu. Nó y chang như là chúng ta muốn xây nhà mà chúng ta không cho nó gạch với cả xi măng cốt thép, mà mình lại đưa cho nó lá chuối với cả là rẻ lau để cho nó xây ấy. Thế đương nhiên nó sẽ bị, nó xây thì cái kết cấu nó sẽ không được chắc rồi. Và như vậy nó sẽ bị sập rồi. Đấy là cái điều đương nhiên. Đấy là một trong những thứ thô lỗ mà chúng ta đối xử với cơ thể của chúng ta. Và tôi tin rằng là sau cái phần mà đào tạo ngày hôm nay thì các bạn sẽ có cái cách cư xử khác với cơ thể của mình, và buộc lòng chúng ta phải đưa chúng ta vào cái hành trình đấy thì chúng ta mới có thể giúp được cho nhiều người. Và những cái dòng mà sản phẩm năng lượng ở đây nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất như vậy cho cơ thể, để giúp cơ thể có cái nguyên liệu đúng để mà xây dựng ra những cái tế bào mới, để mà sử dụng trong quá trình mà sinh hoạt và trao đổi chất. Và như vậy thì những cái sự sai hỏng trong trao đổi chất nó cũng hiếm khi được xảy ra, bởi vì nó thường xuyên bị sai hỏng khi và chỉ khi chúng ta dùng nguyên liệu dởm cho nó. Là như vậy. HIV, cái cách mà cơ thể của chúng ta chống lại virus HIV cũng theo đúng cái nguyên lý này. Nhưng mà mình lại cung cấp nguyên liệu giả. Tức là HIV nó là một loại virus mà nó sẽ cài được vào trong hệ gen của người. Thế bây giờ cái thuốc mà chống HIV ấy, là người ta sẽ cung cấp cái nguyên liệu giả để cho con HIV đấy nó nhân lên và nó bị dùng cái nguyên liệu giả. Thế là nó yếu và nó sẽ chết. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta thì chúng ta lại toàn là giết chết tế bào của chúng ta bằng cách là toàn đưa nguyên liệu đều cho nó thôi. Thế xong lại yêu cầu nó phải trẻ, phải khỏe, phải đẹp, phải thanh niên đến muôn đời sau. Đúng không? Mãi mãi thanh xuân thì cái điều đấy là cái điều mà nó rất là khó mà có được.
Thế cho nên là việc của chúng ta là gì? Chúng ta cần phải hiểu rất là rõ, và bên cạnh cái chế độ dinh dưỡng thì mình phải có những cái sản phẩm để cung cấp những cái nguyên liệu đủ chất lượng, thì cơ thể của chúng ta nó mới được thay đổi, thì bệnh nó mới được thuyên giảm, thì có đi bác sĩ thì nó mới hỗ trợ được với bác sĩ, muốn trẻ hóa thì nó mới trẻ hóa được, kết hợp cả trong cả ngoài, rồi tăng cường sinh lý. Đấy, thế bây giờ mình sẽ đi đến những cái sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm, các bạn chờ Nam một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái dòng năng lượng trước. Dòng năng lượng trước. Năng lượng thanh lọc ngân cân bằng đúng không? Mình sẽ đến cái dòng năng lượng trước. Trong dòng năng lượng thì đây là hai sản phẩm mà tôi thích nhất. Siêu vitamin. Siêu vitamin có thể phù hợp với tất cả mọi đối tượng nào cũng phù hợp. Và siêu vitamin là một trong những cái sản phẩm không thể thiếu được khi tôi lên đơn cho tất cả những cái tình huống, bao gồm cả việc là người trẻ, người già, có bầu mang rồi mới sinh xong, rồi người bị bệnh mãn tính, người khỏe mạnh, tôi đều hướng dẫn cho sử dụng cái sản phẩm này. Khi mà không có siêu vitamin thì mình sẽ thay thế bằng sản phẩm khác. Và khi không có thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà bạn thay thế. Nhưng mà cái có cái sản phẩm này thì nó rất là tiện vì nó được chia thành 30 gói. Và với cái việc mà mình đã chia sẵn thành 30 gói thì nó tạo một cái sự thuận tiện rất là nhiều, và nó giúp tăng hồi phục tất gần như tất cả các tế bào bên trong cơ thể của mình. Đó là siêu vitamin. Tiếp đến là Neurovision. Neurovision là một siêu phẩm để tăng cường sự tập trung. Cái chuyến mà hành trình xuyên Việt này thì trên xe của tôi là có mỗi mình anh Tuấn là tôi lái thôi. Và anh ấy lái một ngày là 550 cây, 600 cây. Thế nhưng mà cứ uống cứ tầm tầm chưa chưa mà uống Neurovision vào là anh ấy nói là đến tối ấy, mắt vẫn ngon lành, lái vẫn ngon. Và đương nhiên là nếu mà nói không mệt thì là không phải, nhưng mà nó ở trong trong mức độ chịu đựng được. Và nó khi mà mình có những sản phẩm này mình sử dụng ấy thì nó sẽ nó cũng chỉ bằng những cái người khác mà không có những sản phẩm này sử dụng mà chạy 300 cây, nhưng mình có thể chạy được 600 cây. Và cũng cực kỳ phù hợp với những cái đối tượng mà cần sự tập trung cao độ, ví dụ như tôi là một trong những đối tượng mà hoạt động trí não thường xuyên và cần tập trung cao độ, hoặc một số những trường hợp như là bác sĩ này đứng mổ xẻ này, hoặc là khi mà mình đi luật sư này, rồi thẩm phán đi xử này thì cũng rất là cần. Và cho nên là đây là một trong những sản phẩm mà doanh nhân cần phải dùng. Doanh nhân là cần phải dùng, bạn làm series, bạn muốn có cái tốc độ tăng trưởng nhanh, bạn cần phải dùng sản phẩm này. Sản phẩm số 3 đó là sản phẩm Stress Relief. Đây là sản phẩm mà dành cho những người mà bị trầm cảm dạng nhẹ, bị buồn phiền lo âu. Và từ cái việc mà buồn phiền lo âu như vậy nó tạo ra cực kỳ nhiều những cái axit. Tấm hình như... Sao hả con? Bật mic lại đi Phượng. Ý là mở hình ra luôn gì ơi. Nãy giờ không thấy hình cho à? Người ta... Dạ không, phóng to cái hình lên để thấy luôn ạ. Vậy thì vậy là bị lỗi xe rồi. Nãy giờ không có thấy hình gì hết. À ok, để share lại. Không thấy hình sản phẩm. Rồi, ok. Xin lỗi các bạn, bây giờ các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Thấy hình chưa? Ok. Rồi ok. Sorry, nãy giờ Anna tưởng là có hình đấy. Sorry các bạn. Thì cái hình này là siêu vitamin nha. Đó. Cái hình này là Neurovision nha. Là hai sản phẩm Anna vừa giới thiệu đấy. Rồi, bây giờ đến một sản phẩm số 3. Là Stress Relief, là sản phẩm Anna vừa giới thiệu. Tôi đã từng có một bạn mà bạn ấy dùng cái sản phẩm Stress này. Bạn ấy bị stress và nó sinh ra cực kỳ nhiều những cái bệnh mặt. Bạn ấy thì xám ngoét lại. Và tinh kinh nguyệt cũng tắc luôn. Và rồi bị viêm xoang, rồi bị viêm cả những cái ổ khớp. Và không bao giờ cái mặt có thể giãn ra thành được một nụ cười. Và khi bạn uống cái sản phẩm này đúng 3 ngày thì bắt đầu tôi cũng thấy kỳ lạ, nhưng mà kinh nguyệt của bạn ấy bắt đầu có trở lại này. Xong bắt đầu bạn bắt đầu mặt mũi máu có vẻ hồng hào hơn này, máu huyết lưu thông hơn này. Và sau một tuần bạn đi nhắn tin cho tôi, bạn nói rằng là mày ạ, sản phẩm đấy đúng là nó hiệu quả thật. Bởi vì hôm nay tao đã giãn ra thành một nụ cười, tao cười được với mấy đứa cùng phòng ta. Đó,
Đấy là những cái kết quả mà có thật từ những tư vấn viên mà đã sử dụng sản phẩm của mình. Và ba cái sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu là ba cái sản phẩm mà bạn sẽ có cảm nhận ngay trong vòng từ 1 đến 3 ngày. Thậm chí với một số cái cơ địa mà đang bị thiếu dưỡng chất ý, thì bạn có thể cảm nhận ngay trong vòng sau 3 tiếng kể từ khi bạn sử dụng. Đó, cho nên là nó rất là hay. Và đây là một trong những cái sản phẩm hiếm của chúng ta rồi. Ngoài ra trong cái dòng này nó còn có một sản phẩm là Beauty Sense. Beauty Sense là một trong những cái sản phẩm mà vừa mới về. Và Beauty Sense nó cũng có dạng này nhưng mà nó dành riêng cho việc làm đẹp. Nó màu hồng, nó dành riêng cho việc làm đẹp. Giá của nó là 2.160.000. Và đấy cũng là một siêu phẩm của việc làm đẹp. Cho nên là bốn cái sản phẩm thuộc về dòng đẳng cấp này này. Một cái là siêu vitamin để mà tăng cường cái sự hồi phục. Một cái là Neurovision là chuyên cho mắt và não. Một cái là Stress Relief chuyên cho những người mà đang bị căng thẳng. Một cái là Beauty Sense chuyên cho những người làm đẹp. Thì thực sự đấy đều là bốn siêu phẩm của chúng ta. Và chúng ta nên sử dụng ít nhất một cặp hai món một, tức là mình nên sử dụng một cặp như vậy. Thì bạn sẽ có cảm nhận rất là nhanh và cơ thể của bạn hồi phục rất là nhanh. Bạn dùng mà chỉ cần sau khoảng chừng 1-2 tháng thôi là người ta nhìn cái mặt của bạn là người ta đã thấy là nó khác rồi. Vì khi mà dưỡng chất nó được đủ ấy thì tự nhiên mặt mũi của mình nó sẽ sáng sủa và da của mình cũng sẽ đẹp hơn. Rồi. Mình sẽ đi sang cái sản phẩm này gọi là hai sản phẩm bộ đôi chống lão hóa. À, hai sản phẩm này là bộ đôi chống lão hóa, một là Stronolong. Stronolong này là sản phẩm liên quan đến nội tiết tố của nữ và nếu mà bạn trên 30 tuổi thì bạn mới nên dùng. Bạn dưới 30 tuổi bạn không nên dùng. Nó được chiết xuất từ đậu nành. Thế nhưng mà nó cũng đã được phân lập tất cả những cái yếu tố không cần thiết, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là sử dụng mà nó không có liên quan gì đến cái việc là khối u này kia giống như một số những cái sản phẩm ở trên thị trường. Và sản phẩm này á, với cá nhân tôi thì nó hơi kén người dùng một tí, bởi vì khi mà dùng thì người thì thấy là nó hơi tức ngực, người thì thấy là nó hơi chướng bụng lên một xíu, cái bụng dưới của mình á. Thế cho nên rằng là tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu trường hợp mà bạn mà trên 30 tuổi bạn mới dùng, còn dưới 30 tuổi thì bạn không dùng cái sản phẩm này cho nó lành. Mình có nhiều sản phẩm khác để mà thay thế. Còn những ai mà bị nám, những ai mà bị rối loạn nội tiết tố rồi bị kinh nguyệt không đều theo kiểu là lớn lớn tuổi hoặc là bị tiền mãn kinh thì uống lại cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Nó phải đúng đối tượng, đúng không ạ? Rồi Vita Germanium. Vita Germanium là một combo trẻ hóa mà nó có những cái ngoại trừ cái coenzyme Q10 và cái germanium thì nó có một hợp chất gọi là resveratrol. Hợp chất này là hợp chất mà được tìm thấy rất là nhiều ở trong hạt nho. Và uống một viên Vita Germanium này thì nó có cái hàm lượng mà resveratrol bằng 6 chai rượu vang. Cực kỳ khủng khiếp. Nó có khả năng trẻ hóa, và trẻ hóa ở đây không phải chỉ làn da của mình nhá, mà hệ cơ trên mặt của mình, hệ cơ xương khớp của mình và toàn bộ bên trong cơ thể của mình đều được trẻ hóa, cho nên được phòng chống bệnh tật. Và tôi thường uống một ngày 2 viên Vita Germanium. Đó, nếu như mà không có Beauty Sense, tôi sẽ uống một ngày 2 viên Vita Germanium. Nếu có Beauty Sense tôi vẫn uống một ngày 1 viên Vita Germanium. Cực kỳ tốt, tất cả những trường hợp bị bệnh mãn tính, tất cả những cái trường hợp mà bị bệnh mãn tính này, những trường hợp mà muốn trẻ hóa này, những trường hợp mà muốn tăng sự hồi phục, tôi đều cho Vita Germanium. Đấy là một trong những cái sản phẩm mà tôi yêu quý nhất. Rồi, bây giờ mình đến dòng box. Dòng box. Nó có khá nhiều box. Đây là dòng box. Beauty Box là dành cho làm đẹp. Giá của Beauty Box là 330.000. Và cũng có 30 túi, bạn có thể uống một ngày một bịch khoảng 2. IQ Box là tăng cường máu lên não. Đây, để tôi mở cái sản phẩm IQ Box cho các bạn xem. Đây, IQ Box là tăng cường tuần hoàn máu lên não và cũng 330.000. Boost Box là hỗ trợ cho trái tim khỏe mạnh. Những người bị huyết áp thấp, huyết áp cao mình đều có thể sử dụng Boost Box. Nhưng với một số người bị huyết áp cao thì mà ví dụ trong 1-2 tuần đầu tiên sử dụng mình sẽ cảm giác hơi bị mệt một xíu, bởi vì là cơ thể của chúng ta đang tìm cách để đẩy ra những cái cục máu mà đông ấy, hoặc là những cái cặn, hoặc là cholesterol ở trong máu của bạn. Rồi Men Box bây giờ mình không có sản xuất nữa, mình thay thế bằng những cái sản phẩm khác để hỗ trợ tăng cường sinh lý. Đây nữa, dòng box này nữa. Vision Box là cho mắt. Nếu mà mình dùng Neurovision rồi thì mình không cần phải dùng thêm Vision. Thế còn nếu mà mình chỉ cần dùng cho mắt thôi thì mình dùng Vision. Mama Box là cho mẹ sau sinh và cho con bú. Beauty Box thì tôi vừa nói rồi, giá của nó rất là dễ chịu. Mỗi cái chỉ có khoảng chừng 300-400 thôi. Đó, dễ chịu lắm. Rồi mình có một siêu phẩm mà cung cấp năng lượng, đó là Core N và Adaptovit.
Đây là một trong những cái sản phẩm dạng nước, giá của nó chỉ có 250.000 thôi, nhưng mà nó là một cứu cánh không thể thiếu được, và bạn luôn luôn phải có nó ở trong cái túi sách của mình. Sản phẩm này khi mà bạn bị hắt hơi sổ mũi, bạn chỉ cần uống 1/4 cái lọ này thì bạn sẽ cầm ngay được cơn hắt hơi, cầm ngay được cơn hắt hơi sổ mũi luôn. Đó, đây là một trong những cái sản phẩm rất là hay. Và đồng thời, nếu mà bạn muốn là tăng sức đề kháng lên mỗi ngày thì bạn cứ hòa nó vào nước để bạn uống. Hòa nó vào nước và uống. Bà chủ tịch của chúng ta ấy rất hay dùng cái cách này, cho coen vào nước để uống. Và khi mà bạn muốn hiệu quả nhanh, bạn sẽ nhỏ nó ở bên dưới lưỡi, vì bên dưới lưỡi của mình có rất nhiều những cái dây thần kinh chạy thẳng về tim. Hoặc là khi mà bạn bị hạ đường huyết cũng vậy, bị tụt đường huyết thì bạn uống cái này. Bạn khi bạn chơi thể thao ấy, bạn bị tụt đường huyết thì bạn uống cái này, và bạn nhỏ bên dưới lưỡi. Đó, và nó sẽ làm tăng sức đề kháng tức thì. Mình còn có một loại Adaptovit là dạng xịt nữa. Hai bên công dụng tương đương nhau. Nhưng cái này nó thiên về năng lượng hơn, còn cái kia thì nó thiên về thích nghi, giúp cơ thể của mình thích nghi nhanh với môi trường. Rồi, mình có các cái sản phẩm. Đây là Serber. Serber là cái sản phẩm mà để hạn chế những cái tình trạng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và Serber cũng được dùng để giảm tiết mồ hôi. Gohan là cho hỗ trợ cho cái giãn tĩnh mạch. Rồi mình còn có những cái sản phẩm khoáng. Những sản phẩm khoáng. Khoáng thì mình có magie này, xong mình có canxi này, mình có sắt này, mình có kẽm này. Trong đó là magie thì rất là cần trong việc hỗ trợ ngủ ngon, và nói chung các loại vi khoáng này thì thi thoảng mình đều nên dùng. Canxi và sắt thì phụ nữ thường xuyên thiếu rồi. Mình thi thoảng 1 năm mình cũng nên dùng một đợt. Cứ 1 năm thì 3 tháng thì mình dùng một đợt, hoặc là 6 tháng mình dùng một đợt là tốt nhất. Và kẽm thì cực kỳ tốt cho việc tăng sức đề kháng và cho sức khỏe của nam giới. Ngoài ra mình còn có cái dòng gọi là dòng thu nhập thấp. Dòng thu nhập thấp gọi là dòng cơ bản á, nhưng mà tôi gọi là dòng thu nhập thấp, tên người ta hay lắm. Trong cái dòng cơ bản này nó cũng có canxi, nó cũng có omega 3, nó cũng có ginkgo, cũng có beauty vitamin, cũng có glucosamine, cũng có lutein là hỗ trợ cho mắt, nó có hết. Nhưng mà cái giá của nó rẻ, và nó những cái dòng này là dòng sản phẩm tổng hợp, không phải là sản phẩm từ lên men tự nhiên. Còn những sản phẩm chúng ta vừa nói là nó là những sản phẩm lên men tự nhiên, đây là những sản phẩm tổng hợp. Đó, các bạn phải nhớ rõ cái điều này nha, cái sự khác biệt đấy. Sản phẩm tổng hợp thì nó sẽ, đương nhiên nó sẽ, người ta sẽ không chuộng bằng sản phẩm lên men tự nhiên rồi, nhưng các nhà khoa học họ phát hiện ra rằng là nếu mà tổng hợp và tổng hợp riêng rẽ từng cái một ấy thì gần như cơ thể không hấp thụ được, nhưng nếu như mà mình kết hợp nó thành dạng chuỗi thì trong cả chuỗi như vậy á thì cơ thể sẽ hấp thụ tốt hơn. Đó, đấy là những cái dòng sản phẩm thuộc về dòng năng lượng. Bây giờ mình còn một dòng nữa là sản phẩm thuộc về dòng cân bằng, thanh lọc năng lượng và cân bằng. Đây, về dòng cân bằng đầu tiên mình có dòng Sin, Sintro Vital. 4 là cân bằng cho gan, 5 là cân bằng cho hệ thống hô hấp, 6 là cân bằng cho khớp, 2 là cân bằng cho não và 3 là cân bằng cho tim. Tùy trường hợp là bạn muốn bổ trợ cái gì thì bạn sẽ sử dụng cái cân bằng. Và riêng cái dòng này tôi phát hiện ra là uống double, uống gấp đôi lên á thì nó có hiệu quả cao hơn. Đó. Rồi, trong dòng cân bằng nó còn có chất béo. Chất béo của chúng ta cực kỳ tốt. Đây là những loại chất chống oxy hóa tuyệt hảo luôn. Cái màu viền vàng này này là để hỗ trợ mà đẩy những cholesterol ra khỏi cơ thể này. Là những cái vàng vàng này này. Đó, và phòng ngừa những cái huyết khối. Thế còn cái màu cam này này là carotin, thì nó vừa là chất béo tốt, nó vừa tốt cho mắt, nó vừa tốt trong việc làm đẹp nữa cơ. Và cái những cái carotin này này thì nó là một trong những cái hợp chất chống oxy hóa mà được tìm nhiều, mà bạn thấy là cần tìm nhiều thấy ở trong cà rốt ấy. Đó. Rồi cái bên dưới này gọi là lycopene. Cái bên ở trên này là hỗ trợ cho mắt, bên dưới là hỗ trợ cho tim mạch. Đó. Thì tim mạch để chống sơ vữa động mạch này kia thì bạn dùng cái lycopene này. Và có cái lutein này này, cái Trimega và lutein này là cho mắt. Nếu bạn dùng Vision Box rồi mà bạn thấy vẫn chưa ổn thì bạn có thể dùng thêm cả cái lutein này nữa. Đó, đây là cho mắt. Đó là chúng ta đi hết được ba dòng là thanh lọc, năng lượng và cân bằng.
À, chưa nói dòng năng lượng thanh lọc đâu, mới năng lượng và cân bằng thôi. Dòng thanh lọc, đầu tiên chúng ta có lắc các loại trà, và bây giờ trà nó đã đổi bao bì rồi, nhưng mà ý là nói ý tứ nhá, trà Ami này là cho hô hấp. Khi mà bạn đi đường bụi bạn về á, bạn cứ uống khoảng 1-2 gói này, bạn pha với nước sôi, nước thật là sôi vào, nó sẽ giúp bạn bắt tất cả những cái giọt bẩn ở trong không khí mà bạn đã hít vào. Bạn sẽ thấy là mình sẽ ra dịch nhầy nhiều hơn một xíu để nó có thể bắt được những cái dị vật. Curinsai là trà hô hấp, à xin lỗi, trà tiêu hóa. Trà này phù hợp với những người mà có vấn đề về tiêu hóa hoặc là đi ăn á, xong bị đầy hơi, khó chịu, chướng bụng á, mình uống 1-2 gói này là nó dịu liền này. Có lần tôi đi ăn xong tôi không ợ được luôn á. Thế là tôi uống đến được mọi người pha cái trà này cho tôi uống một lúc, sau là tôi bắt đầu tôi ợ liên hồi và thế là cái bụng của mình nó dễ chịu. Cái trà Ruhen này này là trà dành cho người bị tiền mãn kinh hoặc là bị rối loạn kinh nguyệt. À xin lỗi, trà Ruhen này là trà cho tim mạch, tôi nhầm. Tí nữa xì xỉu. Trà Ruhen này là trà cho tim mạch, dành cho những người bị tim mạch. Còn cái trà mà tôi vừa nói với các bạn là trà Haragai, trà nữ. Trà noi này này là trà giúp ngủ ngon. Noi là giúp ngủ ngon nha. Trà em này là trà thải độc gan. Trà nomo này là trà để hỗ trợ cho khớp. Đó. Đây gọi là những sản phẩm thải độc phần thô. Mình còn có một loại trà nữa là trà tê. Trà tê này bây giờ còn có cả một trà tubo. Hai loại trà là làm sạch đường ruột. Và bạn nhìn thấy cái cô bên trong người mẫu này này, cực kỳ hợp lý trong cái việc mà thải mỡ nội tạng và giảm cân. À. Mình có một dòng thanh lọc tiếp theo là thanh lọc ở cấp độ hệ thống bạch huyết và làm sạch cái phần dung môi. Làm sạch cái phần dung môi là mình dùng những sản phẩm Sorben. Sorben mà Pure Life này này là làm sạch đường ruột và dùng cho mọi đối tượng cần làm sạch cái phần dung môi bên trong cơ thể mình. Sorben Joy Comfort này này là làm sạch cho cái các cái hệ xương và khớp. Sorben Defend này này là thiên về làm sạch cho đường ruột nhiều nhất, và nó còn bổ sung thêm cả những cái thức ăn chất xơ cho cái hệ vi sinh vật có ích ấy, sống cộng sinh ở trong dạ dày của chúng ta đó. Và cái này nó liên quan mật thiết đến cái quá trình gọi là tăng sức đề kháng nha các bạn. Sức đề kháng phải ôi. Mạng của Anna kém mà các bạn. Nếu các bạn nghe Anna nói được thì giơ ngón tay cái. Em vẫn nghe. Bình thường. Ok. Rồi, bạn nào mà đang bị mạng kém thì xem lại mạng nhá. Rồi, các bạn còn nhìn thấy hình không? Có Anna, bình thường. Ok. Anh Tuấn hỗ trợ bạn nào bị đẩy ra khỏi Zoom, giờ Anna không có khóa Zoom đâu. Rồi nhá, ba cái này nó làm sạch dung môi bên trong cơ thể của mình, cho nên là nó cực kỳ tốt trong cái việc mà tăng sức đề kháng cho chúng ta và bảo vệ cho cơ thể của chúng ta sạch sẽ đẹp đẽ. Và cái này còn được dùng để làm mặt nạ luôn cơ, mặt nạ trên mặt ấy rất là sạch. Nó làm sạch sâu lắm. Và đồng thời là ai là bị táo bón ấy thì mình uống nó giải quyết cực kỳ êm và đi đều. Phân đẹp, ngay cả những cái trường hợp mà mình bị tiêu hóa nó khó chịu ấy, mình uống Sorben này nó cũng là một trong những cái sản phẩm đặc biệt. Và Sorben này là một trong những cái sản phẩm mà mình sẽ dùng cách xa khỏi cái bữa ăn. Những sản phẩm khác dạng uống là mình uống cùng với bữa ăn. Còn riêng Sorben là mình phải uống cách bữa ăn từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nó mới tốt. Cho nên là ngày đầu thì tôi hay hướng dẫn mọi người uống vào buổi sáng sớm. Thế nhưng mà một số anh chị em mà dậy thì cứ mỗi lần mà sát cái giờ ăn sáng mới uống thì nó không nên. Nó sẽ hấp thu, nó sẽ làm sạch mà, làm sạch dung môi nữa, cho nên là nó không tốt khi mà mình quá gần đồ ăn, thức uống và những sản phẩm khác. Cho nên rằng là mình mới hướng dẫn mọi người là uống một lần ở bữa tối. Đó, ngoài ba cái dòng Sorben này nó còn có một loại Sorben số 4 gọi là Inulin. Đây là một loại Sorben mà dành cho những người bị béo phì và tiểu đường uống. Tổng cộng là có 4 loại Sorben nha. Pure Life, Joy Comfort, Defend và Inulin. À, có 4 loại. Inulin rẻ lắm, có 150 mấy người nghìn thôi. Rồi, tiếp. Đến bộ 3 thanh lọc và Formula 4. Rồi, các bạn chờ Anna một chút để Anna mở thêm cái Formula 4.
Các bạn có rồi. Các bạn có nhìn thấy sản phẩm bộ ba thanh lọc và formula 4 không? Nhìn thấy giơ ngón tay cái giúp Anna. Rồi ok. Bộ ba thanh lọc và formula 4 á, thực chất là thành bộ 4 thanh lọc luôn. Công thức 1, công thức 2, công thức 3 và formula người ta gọi là công thức 4. Đây là những cái siêu phẩm và là những cái sản phẩm vô cùng độc đáo của Siri. Cả hai sản phẩm này đều có cái độ tuổi là 35 36 tuổi rồi. Có mặt ở trên thị trường rồi. Và đây là những sản phẩm mà đều hai sản phẩm này, hai bộ này đều có ba cái bằng sáng chế. Nó là niềm tự hào của Siri của chúng ta. Và một trong những cái điều mà tôi cảm thấy rất là thú vị đấy là người ta mang cái sản phẩm mà độc đáo nhất ra để làm sản phẩm mà cái giá sản phẩm bạn để ý xem nó rất là rẻ và nó phù hợp với mọi đối tượng. Và khi mà mình dùng một combo này nó có thể giúp chúng ta có thể làm sạch cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta và nó sẽ làm cho chúng ta phòng ngừa được cực kỳ nhiều các cái loại bệnh. Formula 4 nó có thể thanh lọc được ở cấp độ mà nhân của tế bào và nó loại bỏ được những thứ mà bám ở trong gen, trong cái ADN của chúng ta này này. Cho nên là nó có khả năng thải độc cực kỳ nhanh. Ví dụ ngộ độc rượu thì bạn chỉ cần dùng khoảng chừng khoảng 3 tiếng sau, 4 tiếng sau. Hoặc ngộ độc thực phẩm bạn dùng sau 3 tiếng, 4 tiếng bạn uống khoảng chừng 10 viên á, là nó hết à. Nó nhanh lắm. Thế còn là những cái trường hợp mà bị những cái bệnh mãn tính hoặc bị ung thư thì họ sẽ uống từ 10 đến 20 viên một ngày formula 4. Rồi bộ ba thanh lọc. Công thức 1 là thanh lọc khoảng không gian bên trong tế bào uống ban ngày. Công thức 2 là thanh lọc khoảng không gian ở giữa các tế bào uống buổi tối, uống trong bữa ăn tối. Công thức 3 là hỗ trợ những cái chất chống viêm, kháng viêm cho tế bào. Cực kỳ tốt luôn. Bạn dùng cái này. Và khi bạn thanh lọc sâu á, thanh lọc sâu thì đến khoảng quãng chừng thông thường đến quãng chừng tháng thứ 3 thì nó bắt đầu cho xả ra hết. Độc tố nó có thể tích tụ ở những dạng như sau. Số 1. Nếu ai mà có độc tố tích tụ nhiều ở trong cái dưới da thì sẽ hay bị ngứa. Đó, hay bị ngứa. Nếu ai mà tích tụ nhiều độc tố trong đường ruột á thì có thể đi tiêu nhiều hơn người bình thường. Thay vì người ta đi 3 4 lần mình có thể đi 5 7 lần, chục lần gì đấy. Nếu ai tích tụ độc tố trong hệ hô hấp thì mình có thể bị ho rất là nhiều. Đó, đó là những cái đặc điểm để cho các bạn có thể hình dung được. Đó. Đấy là đặc điểm của cái sản phẩm thanh lọc. Và thông thường thì trong cơ thể của chúng ta cứ cơ quan nào bị yếu thì nó sẽ tập trung nó thanh lọc nhiều. À xin lỗi, độc tố sẽ tập trung vào đấy. Đàn ông thì hay yếu ở thận, ở tuyến tiền liệt, ở gan. Phụ nữ thì hay yếu ở ngực, ở cái phần phụ của phụ nữ. Cho nên là nó hay bị ung thư, bị viêm nhiễm ở những cái phần mà bị yếu. Thế nên là khi mà chúng ta muốn khỏe khoắn, chúng ta càng cần phải dùng những cái món này để nó tăng cường làm sạch lên. Đó, thì đây là hết cái phần, là cái phần những cái sản phẩm cơ bản. Và bây giờ chúng ta đã hết thời gian mà chúng ta quy định là 9 rưỡi rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái phần là kết hợp các cái sản phẩm vào với nhau để có thể hỗ trợ được trong một số những cái loại bệnh. Bây giờ các bạn muốn làm tiếp hay các bạn muốn để lần sau? Làm tiếp đi chị ơi. Làm tiếp luôn đúng không? Ok. Đầu tiên các bạn sẽ không cần phải nghĩ là người ta phải dùng cái gì, bởi vì chúng tôi đã lên hết thực đơn rồi. Và đây là thực đơn mà tôi đã lên. Đầu tiên tôi khoe cho các bạn trước đã, để các bạn an tâm là tất cả đã có tài liệu ghi lại. Và tôi đã đẩy hết tài liệu này lên rồi. Đây. Chế độ ăn và thực đơn dành cho những cái mục đích khác nhau. Cái này là do Anna soạn. Đầu tiên, tôi có tất cả chế độ ăn. Tức là để kết hợp dinh dưỡng vào với những cái trường hợp như là mẹ mang thai bị tiểu đường, mẹ mang thai cho con bú. Chế độ ăn dành cho người bị bệnh gút, ý là đang dùng sản phẩm của mình á. Chế độ ăn giảm cân, phòng ngừa, hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Chế độ ăn cho người tăng cân. Chế độ ăn tốt cho sức khỏe của trẻ. Chế độ ăn cho người mà muốn trẻ hóa cơ thể và người bị bệnh tim mạch. Chế độ ăn hỗ trợ cho người bị bệnh tiểu đường là tôi đều có rồi. Và tất cả những file này đã được up lên cái link Google Drive rồi. Các bạn chỉ việc download về, đã tải xuống, in ra thành một bộ mà thôi. Số 2, thực đơn của Siri. Trong thực đơn của Siri thì tôi đã đặc biệt những cái gì mà khó nhất thì tôi đã làm ra.
Ví dụ thực đơn phòng ngừa ung thư. Đây là một cái thực đơn phòng ngừa ung thư mà tôi đã soạn. Bạn sẽ uống sản phẩm gì là tôi đã soạn hết rồi. Và cái này cũng đã được up lên Google Drive rồi. Đã được up lên rồi. Và tôi đều có nói là tại sao mình phải dùng cái này hay là cái kia. Và một tuần có một ngày thứ bảy, buổi chiều thứ bảy là cái buổi mà chúng ta sẽ tư vấn ra đơn. Khi các bạn tư vấn ra đơn trực tiếp với những người mà được phân công thì họ sẽ giải thích cho các bạn tại sao lại dùng cái này và cái kia. Số 2, cái nào là cái khó nữa là cái trẻ hóa da chăm sóc trị nám. Là một trong những cái khó. Tôi cũng đã soạn rồi. Đầu tiên mình dùng cái serum như thế nào? Bắt đầu mình dùng cái kem kim cương như thế nào? Bây giờ cái kem kim cương thay bằng kem ngày kem đêm bởi vì nó tăng bảo quản hơn. Ok chưa? Sau đó nên mua bổ sung các món gì là tôi đều có hướng dẫn trên này rồi. Và chăm sóc da từ bên trong, dạng uống, thanh lọc thì uống như thế nào? Tại sao lại phải thanh lọc? Sau đó rồi, sản phẩm để hỗ trợ trẻ hóa và cân bằng nội tiết là gồm có sản phẩm gì là tôi liệt kê hết ở đây rồi. Đó, chúng ta tôi đã làm hết rồi, những cái thứ khó tôi đã làm hết rồi. Nhưng các bạn sẽ có thể thấy rằng là trên group ô tô các bạn hỏi lại toàn những thứ này thôi. Rất là yêu. Cho nên việc của các bạn là gì? Sẽ một lát tôi hướng dẫn các bạn cái chỗ mà có cái link này. Xong bắt đầu các bạn sẽ phải download cái link này xuống và các bạn sẽ nghịch những cái thứ này. Tại vì để mà làm được những thứ này nó cần rất là nhiều thời gian. Để soạn được một bộ này nó phải mất 2-3 tiếng. Soạn chữ nghĩa nữa mà. Đúng không? Tiếp. Chưa hết. Để bạn an tâm. Rồi. Bây giờ chế độ ăn để giảm cân là một trong những cái nhu cầu cực kỳ lớn. Xin lỗi. Combo để giảm cân là một trong những nhu cầu cực kỳ lớn. Thì tôi... Riêng cái combo này thì tôi viết hơi dài dòng một tí. Bởi vì tôi muốn các bạn hiểu. Thải độc. Tại sao thải độc cơ thể thì mới được đốt cháy được mỡ? Tôi đã biết rồi. Vì nếu tôi nói về giảm cân á, thì nó phải mất cả tiếng rưỡi. Nếu mà tôi nói chuyên sâu cho nên các bạn cần đọc trước. Và tôi cam kết là tôi sẽ có những cái video mà tôi hướng dẫn về những cái nhóm này. Ví dụ chăm sóc da tôi sẽ có những video tôi hướng dẫn, tôi up lên. Tôi sẽ quay. Rồi giảm cân tôi cũng sẽ hướng dẫn để tôi up lên cho các bạn. Các bạn cần cái gì thì các bạn làm. Và mình cũng đã từng có những cái buổi Zoom đào tạo chuyên sâu về giảm cân 1 tiếng rưỡi. Tôi có record lại cái file đấy rồi, bạn nào cần tôi gửi lại cho nhá. Tại vì giảm cân là một trong nhu cầu rất là lớn. Thải độc như thế nào thì đúng, phải sử dụng như thế nào, sử dụng sản phẩm thải độc như thế nào, cụ thể sẽ dùng những cái gì. Rồi sau đấy những cái thông tin về sản phẩm có hết, protein hình ảnh có hết. Cho nên là nó khá là dễ. Tiếp. Cái bộ nào nữa? Ngay cả một cái thực đơn làm sạch để có rồi, con. Đang mở cửa, đúng rồi, giờ tôi đang mở cửa nữa. Trang ơi tắt mic dùm chị. Ví dụ một cái thực đơn làm sạch để có baby. Thì tôi cũng đã đưa lên. Chuẩn bị để có baby. Dùng cái gì? Healthy Rhythm. Nếu mà có siêu vitamin thì bạn có thể thay siêu vitamin bằng Healthy Rhythm. Mama Box, rồi bộ ba thanh lọc, rồi Shopen, rồi Formula, Vitajet Manium. Đó, tôi cũng đã có rồi. Các bạn chỉ việc đặt thôi và đưa cho khách thôi. Rồi, thực đơn xương khớp. Xương khớp là một trong những cái nhu cầu cực kỳ lớn cho nên tôi đã làm chuyên một cái thực đơn dành cho xương khớp. Cái này là cái tôi làm nha. Tôi làm theo góc nhìn của một chuyên gia dinh dưỡng, một nhà sinh học, chứ không phải theo góc nhìn của lương y hoặc là bác sĩ. Vì trong hệ thống chúng ta sẽ có những bác sĩ họ sẽ có góc nhìn riêng, có những lương y họ sẽ có góc nhìn riêng. Và tôi cũng có để cho các bạn tham khảo luôn. Đã là xương khớp, bao giờ cũng vậy. Cái combo mà dùng để cải thiện sức khỏe, tăng sức đề kháng, tăng khả năng làm việc gồm có những cái gì là tôi đã ghi ra ở đây rồi này. Cái combo này là combo các bạn sẽ bán nhiều nhất này. Siêu vitamin, Neurovision, Vita Germanium và Formula 4. Và hướng dẫn luôn cách dùng. Nói luôn là giá tiền bao nhiêu. Đó, rất là dễ thương. Xem cái này đi rồi bắt đầu các bạn sẽ cảm thấy thương Anna Nguyễn rất là nhiều. Vì tôi ngồi tôi soạn. Tiếp. Nếu mà khách hàng cần giảm cân để giảm tải cho xương khớp thì dùng cái gì? Tôi có ghi vào đây. Đó, protein làm sao, yogurt pH làm sao, trà tê làm sao, tôi có ghi vào đây. Chỉ đơn giản là giảm cân thôi chứ kiểu là họ không có thải độc nha. Vì thải độc cho khớp là nó rất là đau nên tôi không đưa thải độc vào đây. Rồi nếu mà giãn tĩnh mạch thì dùng cái gì? Đây, Gohan, Stepbox và Vita Germanium. Và nếu không có cái nào bạn bổ sung cái đấy sau, bạn dùng cái sản phẩm đang có hàng sẵn. Nếu mà hỗ trợ người bị bệnh gút thì sẽ dùng cái gì?
thì tôi để đây rồi. Bị bệnh gút dùng cái gì? Đó, hỗ trợ thêm là cái gì? Rồi, hỗ trợ người bị đau lưng, đau khớp nhưng mà không phải là bị gút thì dùng cái gì? Là có luôn ở trong này. Sản phẩm trong này có luôn. Nó là kết hợp của những cái sản phẩm mà lúc nãy tôi vừa mới hướng dẫn từng món cho các bạn. Thoái hóa khớp thì dùng cái gì? Thoái hóa khớp thì nó khác với cả đau. Thoái hóa là bạn phải cho những sản phẩm trẻ hóa vào. Tức là phải có Vita Germanium, phải có Trimega Vital. À, chứ không, mình không phải mình cho những sản phẩm chỉ là glucosamine. Đau thì mình cho glucosamine nhiều. Còn đã thoái hóa thì mình phải cho Vita Germanium và những cái loại Trimega Vital, những cái loại chất béo mà lúc nãy tôi vừa nói với các bạn ấy. Viêm tắc tĩnh mạch thì tức là viêm. Tất cả những cái viêm tắc tĩnh mạch thì hoặc là viêm ở những cái ổ khớp thì bạn lại phải cho người ta sử dụng những thứ mà chống viêm. Immunobox Formula Softband làm sạch mà. Trimega Vital để mà đẩy cholesterol ra khỏi cái cơ thể. Đó. Và Sin 4 để tăng cường chức năng. Viêm tắc tĩnh mạch thì mình lại không thể nào dùng Sin 6 là cho khớp được. Mình phải dùng Sin 4 bởi vì là viêm tắc tĩnh mạch nó liên quan đến quá trình trao đổi chất. Một số những loại chất bẩn trong cơ thể mình làm cho nó bị tắc. Rồi gai ở cột sống thì dùng cái gì? Đó, bộ ba thanh lọc Softband Formula. Tại vì sao? Tại vì bị gai cột sống á, là nó đang bị lòi ra, nó đang bị thừa ra. Mình phải bào mòn nó đi. Cho nên là mình phải cho sử dụng những cái thứ mà giúp cân bằng lại và giúp cho cơ thể của chúng ta khi mà làm sạch thì cơ thể của chúng ta nhận diện ra sẽ tốt hơn. Rồi viêm khớp và viêm đa khớp thì uống cái gì? Thì có. Và ở trong này tôi có ghi là thải độc toàn diện thì uống như thế nào. Đấy, tôi đã có rồi, ghi rồi nha, là khớp là một trong những cái thứ mà rất là khó để mà các bạn lên thì tôi đã ghi rồi. Bộ sản phẩm dưới dành cho người gầy mà muốn tăng cân dùng cái gì? Đối với người gầy mà muốn tăng cân, các bạn cần phải xem rất kỹ cái chế độ ăn của tôi. Và tôi có phân biệt ra là 4 cái nhóm mà cần tăng cân. Nhóm thì có bệnh về đường tiêu hóa thì mình phải chữa bệnh về đường tiêu hóa cho họ trước. Nhóm mà có cơ địa ốm mà đẻ ra đã gầy ấy, ăn mãi cũng không thấy mập ấy, nhóm này thì phải tập thể dục kết hợp thêm thì mới có thể tăng cân được, không thì không tăng được đâu. Nhóm mà chán ăn, cái nhóm này là nhóm mà dễ thay đổi nhất này. Họ chỉ đơn giản là họ chán ăn, họ lười ăn thôi, chứ bây giờ mình đưa hỗ trợ một số món cho họ để cho họ ăn ngon lại á thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Nhóm bị stress, trầm cảm rồi cho nên là gầy ốm thì mình phải cho họ giải tỏa cái căng thẳng stress cho họ trước. Và kết hợp với chế độ ăn thì tôi đã có chế độ ăn rồi. Tiếp nữa, nhóm sản phẩm mà nhật ký vùng kín, cái này chị Thi Dung chị làm. Tại vì trước đây tôi có một cái bài là làm thế nào để vùng kín của các bạn có một cái hương thơm, gọi là hương thơm thanh nữ. Nếu mà ai là chị em phụ nữ ấy, mình sẽ hiểu cái điều này. Và sau khi thơm xong thì nó không bị viêm và điện nước nó phải tràn trề. Thì mình cũng có một cái combo, và cái này thì chị Thi Dung chị để co rất là dễ thương để cho chúng ta có thể dùng. À, thế thì với tôi bây giờ, trước khi mà tôi nói tiếp về cái này, tôi hỏi các bạn nhé. Theo các bạn, bao nhiêu phần trăm phụ nữ của Việt Nam chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần làm thế nào để vùng kín của họ thơm tho, sạch sẽ và điện nước tràn trề nào? Nếu mà các bạn thấy rằng là 100% quan tâm thì giơ hai ngón tay. Ờ, mấy cái bạn mà đang online, đã đang bật màn hình đều giơ hai ngón tay, cảm ơn các bạn. Cái này là một trong những cái nhu cầu mà các bạn chỉ cần bán cho cái dòng này thôi là cả đời các bạn không bao giờ phải lo là thiếu khách hàng để bán hàng. Tôi nhấn mạnh lại với các bạn, riêng chị em phụ nữ chúng ta, và riêng cái phần là cái phần bên dưới nó phải thơm to, họ còn chăm sóc cái phần bên dưới còn hơn cái mặt của họ nữa cơ. Cho nên các bạn phải để ý cái chỗ này, nó là một trong những phần nó rất là tế nhị. Ấy, có mấy đứa nó bắt đầu cười. Nó là một phần cực kỳ tế nhị, cho nên là mình cần phải khéo léo một tí. Tại vì khi mà bị viêm á, thì cái viêm á, mình đặt thuốc thì những cái niêm mạc thì nó sẽ bị bong. À, nó sẽ bị khô. Và khi khô mà mình lại có sinh hoạt, mình có gần gũi thì bắt đầu nó lại bị xước. Bị xước thì nó lại bị viêm. Viêm mình lại đặt thuốc thì nó lại bị khô. Bị khô thì nó lại bị xước. Cứ như thế, vòng tròn, không bao giờ kết thúc. Thế cho nên là việc của chúng ta là chúng ta không có tập trung vào việc đặt ở đấy, mà của chúng ta là gì? Là chúng ta sẽ tập trung vào dạng uống và vệ sinh. Đó, dạng uống và vệ sinh. Và cái bộ sản phẩm này khi mà mình dùng, nó đồng thời cũng sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị nám, lỗ chân lông to, rồi
da không đều màu, nhăn mà dạng uống từ bên trong luôn nha. Tức là một công một tỷ việc luôn á. Ok chưa? Rồi, bán cái dòng này bạn không bao giờ sợ bị hết khách. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy giơ ngón tay giúp tôi. Rồi ok. Đây mình đi tiếp. Đấy. Cái chỗ này là chị Thi Dung, chị đưa thêm vào chứ không phải là tôi. Vừa làm sạch về đúng dưỡng chất mà chỗ đấy cần. Thì đầu tiên về làm sạch thì mình vẫn phải dùng bộ ba thanh lọc, Formula 4 và Shop E. Sau đó về những cái giải pháp dinh dưỡng thì mình sẽ dùng siêu vitamin Chronolong Vita Germanium và Trimega Vital. Và riêng Chronolong nếu mà bạn dưới 30 tuổi thì bạn không dùng, tôi nói rồi đấy. Thậm chí là tôi 35 tuổi tôi vẫn không dùng Chronolong. Chọn vì tôi không có bị thiếu, tôi không bị, cũng không cần. Thế bạn cũng phải để ý cân nhắc cái chỗ này. Đó, và chị Thi Dung chị còn nói rất là dễ thương. Chị còn ghi một số xuất xứ của Siri. Đó. Ok, đấy là cái phần bà Thi Dung bà làm. Cưng xỉu luôn. Rồi nữa là gì? Những cái tình huống khác. Những cái tình huống khác. Thực đơn. Thực đơn sản phẩm. Đây là những cái tình huống phổ biến mà tôi có Rồi đây. Người muốn cải thiện giảm cân tích cực thì dùng cái gì? Giãn tĩnh mạch dùng cái gì? Cái này tôi sẽ chỉnh lại cho các bạn. Tôi sẽ chỉnh lại cho các bạn một chút. Tăng cường nội tiết tố nữ thì mình có rồi, xử lý stress mình có rồi. Phòng ngừa hồi phục sau tai biến dùng cái gì? Hỗ trợ ngủ ngon dùng cái gì? Hỗ trợ người bị tiểu đường dùng cái gì? Mình có ở đây. Và riêng những cái bệnh mãn tính như bị bệnh tiểu đường, bộ ba thanh lọc mình sẽ chưa dùng ngay. Mình sẽ chưa dùng ngay. Mà mình sẽ để sau 2-3 tháng mình mới cho dùng. Còn những món khác mình dùng hết. Hỗ trợ người bị bệnh gút dùng cái gì? Lúc nãy ở trong cái bộ khớp mình có rồi. Tôi sẽ sửa lại cái file này cho các bạn. Thải độc toàn diện, táo bón dùng cái gì? Sức khỏe nam giới dùng cái gì? Viêm đại tràng dùng cái gì? Đấy là tôi đã có rồi. Cái này là do tôi soạn. Và ngoài ra còn có một cái bộ nam giới này là có đúng không ta? À cái này là bộ tiểu đêm. Rồi. Tôi sẽ bổ sung thêm cả cái bộ nam giới cho các bạn nữa. Rồi bây giờ là ngoài ra cái này thì mình còn có cái gì? Mình còn có cái này. Cái file này gọi là cái file mà dành cho các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu. Tức là những cái thứ mà mình vừa chia sẻ xong các bạn vẫn thấy là đang còn nông. Nhưng mà tôi khuyến nghị nhá. Cái này giống như là các bạn học xong học từng level ấy thì vẫn học đi học lại kiến thức đấy thôi. Các bạn phải dùng những cái gì mà tôi vừa hướng dẫn để mà các bạn nhân bản ra đã. Rồi các bạn mới sử dụng những cái tài liệu này nha. Tài liệu sản phẩm. Rồi. Trong tài liệu sản phẩm thì nó có là gì? Cái sách chăm sóc sức khỏe. Đây là do bác Nguyễn Ngọc Sáng làm. Và có một anh chị Hoàng Thị Thế Hằng, chị Hiệu Đính Lạ. Là chị có làm cho rất nhiều những cái loại bệnh mãn tính. Là đã có hết rồi. Bệnh mãn tính, bíu cổ thì dùng cái gì? Đó, phòng ngừa dị ứng dùng cái gì? Vẩy nến dùng cái gì? Men gan cao, viêm gan B dùng cái gì? Có hết rồi. Bộ gút dùng cái gì? Một số giảm, một số bộ bạn thấy là của tôi với của các bác ấy nó không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà nó đều trên nền tảng đấy cả. Hô hấp miễn dịch dùng cái gì? Các bệnh về mắt, sỏi, yếu sinh lý nam dùng cái gì? Bây giờ cái men bóc của nó không còn nữa, mình sẽ thay bằng một số sản phẩm khác. Đấy, u tuyến tiền liệt, rồi nám, niếc dùng cái gì? Đây là cái bộ của người ta kê từ ngày xưa. Bộ nào mà tôi có thì các bạn ưu tiên dùng bộ của tôi. Bộ nào mà tôi không có thì các bạn dùng trong cái file này. Rất là nhiều. Đấy là một. Rất là nhiều luôn á. Nhiều lắm. Rồi, chưa hết. Mình sẽ có thêm hai cái tài liệu mà bác Phạm Hữu Minh dịch từ tiếng Nga sang. Một, phần một là thuyết minh sản phẩm. Và cái tài liệu này là chỉ dành cho những người tìm hiểu chuyên sâu. Bạn chỉ đưa cho những cái đối tượng như là bác sĩ này, rồi dược sĩ hoặc những người quá yêu sản phẩm. Và nếu mà bạn đặt, tức là bạn đi quá chuyên sâu như thế này thì không nhân bản được đâu. Nhân bản lâu lắm. Còn cách của tôi rất là xôi thịt, nhân bản nhanh. Đấy, dài lắm. Nhưng mà nó có đầy đủ thông tin.
tài liệu này có thể chinh phục bất kể một cái tư vấn viên khó tính nào mà muốn tìm hiểu chiêm sâu về sản phẩm. Bởi vì không những bác ấy nói về cái gọi là cơ bản, mà bác ấy còn nói về một phần rất là hay nữa là mỗi một sản phẩm bác ấy nhắc đến ở đây thì bác ấy đều có hàm lượng. Đây, ví dụ vitamin A hàm lượng bao nhiêu, vitamin D3 hàm lượng bao nhiêu, vitamin E hàm lượng bao nhiêu. Và những thứ này kể cả bác sĩ Tây Y hay Đông Y họ đọc thì họ cũng đều thích cả. Đó. Rồi có một cái quyển số 2 là hướng dẫn sử dụng sản phẩm, nên nó gồm có 2 tập. Thấy chưa, mỗi một tập là quãng chừng khoảng gần 200 trang thôi. Đấy, tha hồ mà ngâm cứu. Đấy, đây là của bác Minh, của bác Phạm Hữu Minh. Vừa rồi tôi vừa kê lúc nãy là của bác Nguyễn Ngọc Sáng, còn cái kia là của tôi. À, các bạn có ba người để mà các bạn có thể tham khảo. Đấy là về những cái sản phẩm của Siri, và tôi đã có sẵn cái này rồi. Bây giờ á, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái file này, cái link này nó nằm ở đâu. Nó nằm ở đâu nhá. Bạn nào biết nó nằm ở đâu nào? Nó nằm trong file nào nào? Bạn nào biết bật mic cái coi. Không ai nói nằm ở đâu. Đấy, cho nên là nhiều khi mình không biết sử dụng tài nguyên. Đây, trong cái phần mà tài liệu mà tôi soạn á, thì tôi có một cái file. Gọi là cái file Word này này. Thông tin hành chính thủ lục và link tài liệu. Thủ tục và link tài liệu. Trong cái này tôi ghi rõ là cái tài liệu cần chuyển giao là cái gì. Nguyên tắc hoạt động của tư vấn viên. Tôi yêu cầu tất cả những bạn làm việc chuyên nghiệp và mong muốn mình sẽ trở thành leader của khu vực, các bạn cần phải đọc theo cái link này. Tôi đã có sẵn rồi. Chính sách hoa hồng của công ty, bản đầy đủ của đóng dấu của Bộ Công Thương, tức là tôi có trong cái link tài liệu này. Form chăm sóc khách hàng, bán hàng cho khách nào thì bạn phải có form chăm sóc người ta. Ngày thứ nhất, ngày thứ ba, ngày thứ bảy, ngày thứ 14, ngày thứ 28 đều phải gọi điện hỏi thăm người ta. Không có cái này là không được. Form các phản ứng thải độc thường gặp, mình phải nói trước với người ta, gửi cho khách hàng sử dụng, mình đều có. Quyển danh sách người quen, có luôn. Số điện thoại của công ty, số của ai, các bộ phận, phòng ban, có hết. Ok chưa? Email có hết. Gặp ai như thế nào, có hết. Đấy, có cả tên của người quản lý hệ thống kinh doanh toàn quốc cả kìa. Thấy không? Ông Kim Tiến Đạt là đại diện pháp lý, nói chung là có hết. Sau đấy tôi có tài liệu update tất cả những chế độ ăn và các liệu trình phổ biến. Đó. Hướng dẫn kỹ thuật, mở số online như thế nào, mua hàng online như thế nào, tải Zoom, cài đặt Zoom như thế nào, có rồi. Rồi, các link trên Google Drive gồm có này, hợp đồng theo mẫu 40, rất nhiều người hỏi tôi hợp đồng. Trời ơi, như này tôi ghi hết rồi luôn á. Và tôi hướng dẫn luôn bản hợp đồng thì gồm có những gì với tư vấn viên mới. Có luôn, cái này các bạn chỉ cần đọc và các bạn chuẩn bị được thôi. Sau khi mở mã số online thì phải làm sao? Catalog, file OPP, thực đơn, chế độ ăn, tuyên bố, tài liệu đào tạo sản phẩm có hết. Bây giờ làm bộ mình click vào cái Google Drive này đi, mình xem nó có những cái gì. Trong Google Drive này tôi đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi. Nó gồm có tài liệu kỹ năng, tài liệu cần chuyển giao và chế độ ăn, thực đơn. Bạn click vào chế độ ăn và thực đơn, nó sẽ ra hết tất cả mọi thứ. Chế độ ăn, thực đơn và đây là những cái tài liệu sản phẩm. Những cái tài liệu sản phẩm lúc nãy tôi vừa nói với các bạn ạ, là tôi có up lên trên này hết rồi. Rồi, tiếp. Tài liệu cần chuyển giao. Trong này, form danh sách người quen có luôn, form thay đổi người bảo trợ và tất cả những cái form liên quan đến việc thay đổi có luôn, hợp đồng theo nghị định 40 có luôn, tuyên bố có luôn, rồi file đào tạo sản phẩm, file đào tạo kinh doanh, cách sử dụng kỹ thuật Zoom có luôn, có rất nhiều trên này. Các bước nói OPP có nghĩa là chúng tôi soạn sẵn ra là slide nào các bạn nói cái gì luôn á, soạn đến cái mức độ như vậy á. Slide nào nói câu gì, cầm tay chỉ việc đến mức độ như vậy. Form chăm sóc khách hàng, kế hoạch trả thưởng của Siri mà có đóng dấu bởi Bộ Công Thương. Rồi đào tạo sản phẩm và cả slide OPP nữa. Tiếp đến các loại kỹ năng, tài liệu về kỹ năng. Hôm vừa rồi chúng ta có hướng dẫn nhau về mặt kỹ năng đúng không? Trong này nó có hết 9 bài học của S69, bảng phân tích khách hàng, hướng dẫn cho tư vấn viên, 3 bước đi đầu tiên là chính cái file file tất cả mọi kỹ năng chốt hợp đồng, mở mã số, tôi có hết ở trên này luôn. Bây giờ á, việc của các bạn là gì? Click vào cái link này,
download xuống và sắp xếp lại. Bao nhiêu số các bạn bây giờ đã biết là tất cả tài liệu nó nằm ở đâu rồi, ngón tay cái tôi xem nào. Rồi ok. Được rồi đấy. Ok chưa? Thế nhưng mà khi mà mình up cái này public lên á thì tài liệu này chúng ta sử dụng nội bộ. Nói chung là như thế. Rồi. Bây giờ có câu hỏi gì về sản phẩm không? Chị ơi. Ơi. Chị xíu lại cái lấy link ở đâu ấy, em vừa mới bị đẩy ra, em vừa mới vào Zoom lại. Tí nữa chị sẽ gửi file cho. Sẽ có link ở trong file. À, dạ. Dạ chị xem khó với chị. Ơi. Mời em. Dạ, thế là em đang có khách dùng cái bộ trị nám được sau qua tháng thứ 3 rồi. 2 tháng đầu là em kê cho chị là bộ 3 thanh lọc với lại pho 4. Qua tháng này là em có kê thêm cho chị là Vitasit Manium với canxi. Nhưng mà chị có nói với em là chị kêu không biết uống hết cái tháng này thì chị có uống nữa không, tại vì chị chỉ uống được qua tháng này chị chưa thấy có cái gì nó thay đổi hết. Dạ okay. Cho nên là em muốn hỏi, dạ em hỏi chị thế là em nên tư vấn chị là như thế nào. Rồi dạ. Khi mà mình bị nám ấy là cái mất cân bằng đấy nó đã phát sinh từ quãng chừng 5 năm 10 năm thậm chí 20 năm về trước. Cho nên không thể nào mà 3 tháng nó có thể hết được. Nếu mà bị nám nhẹ nhẹ thì sau 6 tháng. Nếu bị nám nặng thì từ 9 tháng đến 12 tháng. Và ở trong hệ thống của mình có những chị bị nám rất là nặng. Đến tháng thứ 7 vẫn đang còn xấu. Nguyên sim như bình thường. Nhưng từ tháng thứ 9 thì đã đẹp long lanh rồi. Đó. Cho nên là nám là một trong những thứ mà không có một chỗ nào mà họ dám khẳng định là hết. Nhưng ở đây với mình thì cái sản phẩm của mình ấy, nó làm cho người ta thay đổi cái làn da mà một cách là khó hiểu luôn á. Bởi vì là người ta sẽ không thể hình dung được là da người ta có thể đẹp như thế. Thủ lĩnh quốc gia Phan Thị Hiếu và ngay cả Hạnh hoặc là một số những cái bạn khác thì đều đã được thay đổi làn da, bao gồm cả Anna cũng được thay đổi làn da. Và nó đi từ cái nền tảng là sức khỏe từ bên trong và những cái phương pháp thải độc làm sạch từ bên trong, cho nên rằng là bổ sung cả năng lượng từ bên trong nữa và những cái loại khoáng chất. Nên bảo chị là cứ kiên định mà sử dụng đó. Và nếu mà chị nói là chị sợ về phần kinh phí thì hãy hướng dẫn chị để chị có thể trở thành một tư vấn viên. Khi mà chị có thể chia sẻ được cho khoảng 4 người sử dụng thì chị đã có một cái phần để chị sử dụng miễn phí rồi. Như vậy chị có thể an tâm để chị sử dụng cho cả năm. Được không em? Dạ, dạ vâng. Dạ. Ok. Cảm ơn. Cứ an tâm. Dạ. Rồi có ai có câu hỏi gì về sản phẩm không ạ? Để Anna tư vấn. Tôi. Vâng ạ. Mời chị. Chị Annie, chị vừa mới chị hỏi nhưng mà chị lại vừa mới tắt mic. Sao? Alo. Nghe được chưa ạ? Dạ. Cho mình hỏi là cái pho 4 á, nếu mà sử dụng cho bé dưới 3 tuổi á, thì cái liều lượng sử dụng như thế nào? Thực ra trên bao bì thì không có ghi là sử dụng cho bé dưới 3 tuổi đâu. Nó là sử dụng cho người trưởng thành. Anna thì trong tình huống mà con của bạn bị ốm, bị sốt ấy, thì bạn có thể cho con sử dụng một viên. Đấy. Còn một lại thì... là cắt một ngày hay là như thế nào? Đúng rồi đấy, một viên trong một ngày á. Một viên trong một ngày á. Nhưng mà bé nhà bị như thế nào mà bị dùng pho 4? Không, thì tại vì mình thấy là có cái công dụng mà dạng hạ sốt á, kết hợp với dầu balsam đó. Balsam. Mình hỏi cái liều lượng như thế nào, tại vì cho bé thì cũng phải hỏi chị một tí. Dạ vâng, chị có thể chia thành hai lần á. Chị lấy cho bé một nửa, chị hòa vào nước, nó hơi chua chua nha. Nó hơi chua chua nhưng nó không gắt lắm đâu, trẻ con nó uống được. Một nửa nhưng mà liều lượng là một ngày một viên đúng không ạ? Đúng rồi, một ngày một viên thôi chị ạ. Dạ, mình cẩn thận để mình chia đôi ra. Dạ. Dạ. Dạ, có, dạ, có bạn tư vấn viên mới nào, hôm nay mình mới nghe cái lần đầu tiên buổi đào tạo sản phẩm này, mình có cái câu hỏi gì không? Chào Anna. Có nghe thấy chị nói không? Có, chào chị Vân Trang. Chị hỏi một câu thôi, bởi vì là thường khi mà mọi người tư vấn cho cái các trường hợp cho khách hàng ấy, thì cái gói của mình sẽ có rất nhiều sản phẩm. Nó sẽ rơi vào độ 3, 4 đến 5 sản phẩm.
Thì chị muốn hỏi là bởi vì bình thường là nó sẽ không, cái mức tối thiểu của nó có nghĩa là khi mình nhận được một cái bảng như vậy chẳng hạn, thì cái sản phẩm nào mình sẽ là cái sản phẩm mình sẽ check out, có nghĩa là trong trường hợp là khách hàng không có điều kiện hoặc là để mua tất cả cái chỗ đấy, thì cái quy trình mà để lấy các cái sản phẩm ra và để lại cái mức tối thiểu thì mình làm thế nào thì đỡ phải, có nghĩa mình sẽ không phải trao đổi hỏi lại nhiều mọi người ấy. À, ok. Đây là một câu hỏi rất là hay. Và trong quá trình tư vấn chúng ta sẽ gặp cực kỳ nhiều. Thông thường chúng ta đã biết rồi cái nguyên lý sản phẩm của chúng ta là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Cho nên chúng ta sẽ làm sao mà chúng ta cứ bốc một món thuộc dòng thanh lọc, một món thuộc dòng năng lượng và một món thuộc dòng cân bằng là ok. Đấy là cái tư duy thông thường nha. Và mình phải biết rằng là với tất cả những trường hợp bị bệnh mãn tính thì mình không được đưa bộ ba thanh lọc trong 1-2 tháng đầu, để cho người ta phải dùng năng lượng và cân bằng lại đã. Thế còn lại tất cả những cái trường hợp khác ấy, nếu như người ta chỉ dùng hai sản phẩm, trong mọi trường hợp thì Anna sẽ chọn cho họ là siêu vitamin và formula 4. Đó, các bạn có thể để ý. Các bạn sẽ thấy, bởi vì nó là vừa thải độc mà vừa là năng lượng. Nếu ai mà cần hồi phục ấy thì Anna sẽ bổ sung thêm một sản phẩm nữa là Vita Magnium. Chúng ta có một cái bộ mà luôn luôn đúng mà lúc đầu Anna nói với các bạn ấy, nó chính là siêu vitamin Neurovision, Vita Germanium và Formula 4. Nó chính là bốn cái sản phẩm này. Nó là bốn cái sản phẩm này. Và việc việc của chúng ta là khi mà chúng ta cung cấp bốn cái sản phẩm này thì nó luôn luôn đúng. Còn nếu như ai đó mà bảo là dùng một sản phẩm thôi, nếu người ta có điều kiện bạn cho người ta dùng cái siêu vitamin hoặc cái Neurovision hoặc là cái Vita Germanium thì dùng 2 viên. Hoặc là formula 4 nếu mà họ ít điều kiện hơn, vì formula có 400 nghìn thôi. Và bạn cũng nói luôn với họ là thông thường là bạn họ có thể chọn dùng cả combo thì nó sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Và mình giải thích cho họ cái thanh lọc năng lượng cân bằng của mình. Còn nếu không thì họ cứ dùng cái sản phẩm dòng năng lượng và cân bằng của mình trước. Sau đó rồi họ mới dùng sang thanh lọc thì vẫn rất là tốt. Đó, chị Vân Trang ơi, em trả lời như vậy chị thấy ok chưa ạ? Ok, cảm ơn em. Tại vì thường là giả dụ như các sản phẩm trước đây chị dùng thì đa số là người ta sẽ thanh lọc trước. Người ta sẽ thanh lọc trước xong người ta mới đưa các bước khác, còn mình thì lại ngược lại. Mình ngược lại là bởi vì thế này, trong mỗi một sản phẩm của mình đều có thanh lọc rồi. Tức là mỗi một sản phẩm của mình đều có cả 3 phần là thanh lọc năng lượng cân bằng. Và trong cái combo thanh lọc của mình riêng nó có cái bộ ba thanh lọc ấy là nó thanh lọc rất là sâu. Và khi thanh lọc rất là sâu như vậy mà như kiểu là cơ thể người ta chưa có đủ sức khỏe và người ta chưa quen, người ta cũng chưa có cái cảm nhận về 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 sản phẩm của mình á, mà đã cho thanh lọc sâu như vậy là người ta rất là sợ. Và đã có nhiều người là người ta bị sợ cái phản ứng thanh lọc nó mạnh quá là người ta sợ. Cho nên rằng là những cái của những cái hãng khác thì thật sự như là họ không có cái hãng nào mà thanh lọc được giống như của Siri của mình đâu. Của mình làm sạch tận gốc cấp độ tế bào, cho nên là có những cái bộ sản phẩm mà nói thật là ở đây có chị, hôm nay không có chị Quỳnh. Nhưng mà chị Quỳnh chị dùng 5 năm sản phẩm của một hãng khác, sau đó là chị dùng 6 tháng sản phẩm của mình thì ra hai cái kết quả khác hoàn toàn nhau. Trong khi là cái tiền của hai sản phẩm chênh lệch nhau phải gấp 7 gấp 8 lần. Đó, cho nên là mình không thể nào mình đưa sản phẩm thanh lọc trước được. Em là em rất là thận trọng, luôn luôn vào một cái và ra đơn một cái là Anna đều hướng dẫn cho sử dụng siêu vitamin, Neurovision, Vita Germanium và Formula 4. Nếu như người ta chỉ có đấy, cái đơn đấy nó khoảng 4 triệu mấy. Nếu người ta chỉ có một nửa tiền thôi thì mình sẽ chọn hai món trong số 4 món đấy. Rất là dễ. Và hiện tại đang có cái hàng đấy cho nên nó dễ lắm. Còn khi mà hết một trong những cái hàng đấy thì hãy hỏi trên group. Thông thường khi hết hàng thì hệ thống đội nhóm chúng ta sẽ có hướng dẫn là dùng hàng nào để thay thế. Ok, chị cảm ơn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị Vân Trang, câu hỏi rất À, là anh hay. ơi, anh hỏi nhờ tí. Dạ vâng ạ. À, anh đang đang có sử dụng một số các cái sản phẩm cho vợ chồng để chuẩn bị sinh em bé kìa. Thì không biết là thứ nhất là anh muốn hỏi kỹ về các cái sản phẩm cho cả vợ và chồng, và thứ hai nữa là cái thời gian mà mình sử dụng trong bao nhiêu lâu trước khi mà mình có kế hoạch để có baby. À ok, cái về phụ nữ ấy thì em đã có cái file rồi. Thì mình phải dùng khoảng chừng tốt nhất là 6 tháng. Và thông thường dùng Siri thì cả những cái cặp mà như là cặp Tuấn Kiều ở nhà mình là cũng khá là chậm con đấy. Thả mấy năm ấy. Thế nhưng mà khi mà dùng sản phẩm của mình 7 tháng bắt đầu có con. Bắt đầu họ hơi sốt ruột một tí, nhưng mà cứ bình thường thì là khi mà cơ thể của mình nó đủ khỏe thì tự động thai nó sẽ đậu được. Và không phải chỉ là mình muốn là mình có thai, mình có con,
mà mình còn muốn chuẩn bị tốt nhất cho cái tinh trùng và cái trứng đấy. Thế thì một cái chu kỳ mà thay mới toàn bộ bên trong cơ thể của mình nó là 180 ngày. Vậy thì nó tương đương là 6 tháng. Đó, và nam nữ đều nên sử dụng như vậy. Cả nam cả nữ đều phải sử dụng bộ thanh lọc cơ thể. Đó, sau đó nữ thì sử dụng một số sản phẩm của nữ, ví dụ như siêu vitamin, Vita Germanium và Beauty Bop. Nam thì sử dụng một số sản phẩm cho nam như là kẽm này, Maje này, rồi Sin 2 hoặc là Neurovision. Đó, tức là nó có cái combo đấy. Thì hiện tại Anna đã lên combo xong cho nữ rồi. Thì Anna ngày mai xong, trong ngày mai Anna tranh thủ Anna lên nốt combo cho nam. Đẩy hết lên cái link Google Drive để cho các bạn có thể download xuống. Dạ. Ok, anh hỏi thêm xíu nữa là ví dụ như là bình thường theo cái quy trình như Anna nói là 6 tháng đúng không? Nhưng mà bây giờ ý là không phải là trong cái trường hợp hiếm muộn mà họ đang muốn có em bé luôn, kế hoạch của họ là có luôn trong năm nay ấy. Ừ. Thì mình có cần kết hợp với những cái sản phẩm nào để đẩy nhanh cái quá trình để mà hỗ trợ cho cái cơ thể nó khỏe mạnh được không? Dạ, mình vẫn dùng như vậy. Dùng bao giờ cho đến hết khi có em bé thì họ có thể ngưng những sản phẩm thanh lọc. Có những sản phẩm kia họ vẫn dùng tiếp, nhất là người nữ ạ. Tại vì là nếu mà béo nhất 3 tháng thì tốt. 3 tháng thì tốt. Còn nếu mà tại vì là nếu mà mình có đi gặp bác sĩ cũng khuyên thế mà. Dù như đàn ông là phải kiêng bia rượu mấy tháng đấy. Thì chị anh cứ nói như thế này này. Tại sao lại gọi cái tử cung là của phụ nữ là cái tử cung? Tử là con, còn cung là cái cung điện ấy. Thế nếu muốn đẻ ra hoàng tử công chúa thì cái tử cung của mình nó phải xứng đáng là cái nơi ở của hoàng tử công chúa. Đấy, thế cái tinh trùng cái trứng của mình nó cũng phải xứng đáng là trứng với tinh trùng của công chúa. Cho nên rằng khi mình chưa biết thì thôi. Nhưng mà nếu mà mình đã biết rồi thì mình cứ siêng năng mình dùng sản phẩm, và trong suốt cái thai kỳ ấy mình cũng cứ dùng một số sản phẩm dành cho mẹ, ví dụ như là Vita Germanium này, rồi Mama Bắc và siêu vitamin là hoàn toàn có thể dùng được, Formula 4 hoàn toàn dùng được trong suốt thai kỳ và nó rất là tốt. Đã. Hiện nay thì có cái sản phẩm mà siêu vitamin nó đang bị hết hàng và rất là khó để nó về rồi á anh, mà nó về miền Bắc trước, Sài Gòn mình sẽ có sau 2-3 ngày. Thì thông thường thành phố khác rồi. Khi mà đúng rồi, khi mà hàng về thông thường có thông báo cái thì mình chịu khó mình vào mình đặt luôn. Nhưng nếu trường hợp không có thì mình có thể thay thế sản phẩm nào trong được ạ? Nếu mà không có sản phẩm siêu vitamin, mình sẽ thay thế bằng Healthy Rhythm cộng với Boons Box, hoặc nói chung là mình sẽ combo khoảng hai cái dòng, một cái sản phẩm Healthy Rhythm cộng với một cái loại box nào đấy. Nếu mà là nữ thì mình sẽ có thể cộng với Beauty Box, và hoặc là uống tăng cái Vita Germanium lên từ 1 viên thành 2 viên. Mình dùng thêm Healthy. Dạ ok, cảm ơn Anna nhé. Dạ cảm ơn anh. Dạ còn ai có câu hỏi gì không ạ? Chị ơi. Ơi. Anna hỏi. Như em thì bây giờ em đã dùng được cái beauty thuốc này chưa? Dùng tốt mà, em dùng một ngày một bịch, một ngày hai bịch đều được. Thế là sau sinh là dùng là được đúng không chị? Đúng hiện rồi. Tại thì em đang uống Mama Book này. Tại em đang dùng Mama Book. Nếu em đang có... em lại không dám uống cái này. Em có Mama Book thì em uống một bịch Mama Book, một bịch Beauty Book. Nhớ nhá, là khi mà mình sinh nở xong, các cụ nhà mình rất hay cho mình ăn nhiều nghệ rồi này nọ kia khác cả để mình làm đẹp mà. Đây là giai đoạn các bạn để ý này, sinh nở là một trong những giai đoạn mà có thể biến một cái ngôi nhà cấp 4 thành một cái ngôi nhà 10 tầng. Tức là làm cho cái nền tảng sắc đẹp của bạn từ một sập sệ giống như một ngôi nhà cấp 4 mà lên một ngôi nhà 10 tầng. Nên cho nên rằng là tạo hóa cực kỳ công bằng. Các chị em phụ nữ mình hay bị nói cái câu rằng là ôi tôi vì tôi đẻ đứa con này cho nên tôi xấu xí, cho nên là anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi này kia đúng không? Thế mà sự thực nha, trong cuộc đời của mình chỉ có 2 lần mình sinh ra là mình thay, như kiểu mình thay máu thôi. Một lần là lúc mà mình đẻ ra thật sự, và lần thứ hai là những cái lúc mà mình đẻ. Lúc mà mình được mẹ mình đẻ ra mà cắt rời dây rốn ấy. Và số 2 là khi mà lúc mà mình sinh con. Lúc này cơ thể của mình nó như một hệ thống mở, và bạn chăm sóc đúng trong giai đoạn này. Nếu mà bạn chăm sóc sai thì nó sẽ làm sức khỏe của mình suy yếu. Nhưng nếu bạn chăm sóc đúng cách thì nó sẽ làm cho bạn khỏe mạnh lên, làm cho bạn xinh đẹp hơn. Gia đình dòng tộc nhà tôi là một ví dụ điển hình của việc đấy. Dòng tộc nhà Anna là đẻ càng nhiều càng đẹp. Đẻ càng nhiều càng đẹp, không có một ai. Vì dòng tộc nhà Anna nhiều nữ lắm, cho nên là chắc là mọi người cũng dỉ tai nhau cái gì đấy. Cái hồi mà trước khi mà tôi mang thai ấy, tôi đẻ con ấy, thì tôi rất là yếu. Một giọt mưa vào trong người là đã ốm rồi. Nhưng bây giờ thì các bạn có thể thấy là trên từng cây số là một ngày mười mấy tiếng.
Nói chung là trộm vía là sức khỏe rất là ổn sau khi mà sinh con nó đã ổn rồi và khi được chăm sóc nó còn ổn hơn. Và nếu như các bạn biết cách chăm sóc thì đẻ xong á thì mình mà nằm thêm muối nữa, tức là úp cái bụng của mình lên muối nữa thì cái bụng của mình á nó sẽ phẳng như là mình chưa sinh con. Đó, cho nên rằng là phải tận dụng cái giai đoạn này để mà làm đẹp mà và chăm sóc sức khỏe. Nói với cả những khách hàng của mình như thế ấy, ai cũng dùng sản phẩm của chị ơi. Ơi, xin lỗi Thanh Tuyền bật lại mic nha. Chị ơi cho em hỏi là da mình mụn ẩn thì mình nên dùng gì ạ? Mụn ẩn thì em sẽ phải dùng cái bộ trị mụn. Ở trong đội của chúng ta có lưu hành một cái bộ trị mụn đấy. Một lát nữa sẽ đẩy lên nha. Tại vì khi mà dùng mụn ẩn như vậy thì em phải vệ sinh mặt này, rồi em phải sử dụng bộ thanh lọc, nó sẽ đẩy mụn của em lên. Và cái khâu vệ sinh rất là quan trọng để nó không bị bít lỗ chân lông. Vì nó bị bít lỗ chân lông thì nó sẽ gây ra nhiều mụn ẩn mà. Cho nên rằng là cái khâu làm sạch của mình phải để ý xem lại. Dầu rửa mặt mình phải rửa và mình phải rửa rất là cặn kẽ, tẩy tế bào chết thường xuyên, một tuần hai lần. Rồi cái sản phẩm sữa rửa mặt của mình và làm sạch của mình á, đắp mặt nạ làm sạch sâu của mình phải rất là cẩn trọng. Sau đó mình sẽ uống thêm những sản phẩm thanh lọc để hỗ trợ cho nó đẩy mụn từ bên trong lên nữa. Đó. Và em dùng thêm dầu balsam, nếu mà bây giờ đang có, ai có em có thể đổi. Bởi vì khi mà em có sử dụng dầu balsam thì khi mà cái mụn nó trồi lên á thì nó lành rất là nhanh và nó không để lại vết thâm. Dạ em cảm ơn. Ừ, ok, cảm ơn Thanh Tuyền. Anna cho anh hỏi cái men box bây giờ không sản, mình không sản xuất nữa thì giờ thay thế bằng cái gì ạ? Men box không sản xuất nữa, bây giờ mình thay thế bằng những cái món như sau cho nam giới này. Em sẽ lên một cái bộ cho nam giới để em gửi lên cho mọi người. À, nhưng mà mình phải để ý rằng là tại sao mà dùng sản phẩm của mình thì nó đàn ông lại được cải thiện về sinh lý. Là bởi vì là máu huyết nó lưu thông, máu nó lên não được thì máu nó sẽ xuống dưới được. Cái đường đi của máu nó sạch, cái dòng máu nó sạch thì tín hiệu nó sẽ đi nhanh hơn. Y chang như mình muốn chuyển hàng mà từ Phú Nhuận mà lên quận nhất mà đường tắc thì không thể chuyển được hàng thì tín hiệu nó cũng y chang như vậy. Mình phải chờ lúc nào đường thông thoáng thì mình đi nó mới nhanh. Thì ở đây là mình phải dùng những cái sản phẩm thanh lọc. Còn nếu như mà thanh lọc mà nó làm cho người ta bị lỉnh kỉnh quá thì mình sẽ dùng những món như là xin hai kẽm magie, rồi Boonspock, Formula 4 đều là những cái món mà trong để làm cho các anh nó có chỗ đứng và cứng chỗ đấy. Cảm ơn Anna. Ok. Chị ơi. Ơi, em nói đi. Bé nhà mình á chị, bé nhà em á là thường có tàn nhang á chị, mà nó chỉ có 11, 12 thì mình nên làm gì ạ? Tàn nhang là một cái thứ khác so với cả nám. Tàn nhang là những cái mô mỡ rồi nó bị bít tắc lại. Thế thì trong trường hợp mà bị tàn nhang thì mà bé 11, 12 tuổi thì theo kinh nghiệm của chị thì em cho rửa mặt thật sạch và cho chăm sóc da bên ngoài thật sạch. Chứ còn nếu mà nó bị như kiểu tàn nhang như kiểu tụ tây ấy, mà bị như thế thì nó không có cái gì hết đâu. Còn nếu mà đơn giản là do mình chăm sóc chưa tốt ý, thì mình cứ đối với trẻ cứ cho làm sạch và cho uống formula, cho uống hai món của bộ trẻ con để mình quan sát sau 3 tháng sau xem là nó phản hồi, nó có cái điều chỉnh như thế nào nhá. Chứ đối với trẻ mình không cho dùng những sản phẩm khác được. Dạ em cảm ơn ạ. Hôm nay mình dừng ở đây nè. Chị ơi, ai có câu hỏi ạ? Dạ, chị hỏi là bé nhà em bị viêm da cơ địa bôi cái gì được chị? Bé bao nhiêu tuổi em? Dạ, 5 tuổi. 5 tuổi em cho bôi dầu balsam. Dùng gì chị? Dầu balsam nha em. Dầu balsam ạ, dạ. Em cảm ơn chị. Và nhớ cho bé uống hai cái món, hai món của trẻ con. Nha. Dạ, dạ. Buổi hôm nay của chúng ta đã gần 3 tiếng rồi, ngán đấy. Anh chị em cần đi ngủ. Dạ. Còn ai hỏi ạ? Còn ai có câu hỏi gì ạ? Dạ chị ơi, cho em hỏi giúp chị. À, mời em. Dạ chị, bạn em nó sinh khoảng 4 tháng rồi. Mình nó cũng không có cho con bú. Mà nó muốn giảm mỡ gì kìa. Cái em cũng bán cho nó là bộ ba thanh lọc, Form 4 với lại trà tê. Mà em không biết là bộ ba thanh lọc nó mạnh vậy rồi bạn em uống có sao không chị? Không, bạn em đâu có cho con bú đâu mà sợ bị sao. Tốt mà. Tại vì kêu là thải mạnh đó. Mà em sợ nó mới đẻ xong 4 tháng sợ nó yếu. Những cái bệnh mãn tính em ơi.
những bệnh mãn tính. À dạ. Với bạn em thì em dạ. nên cho dùng thêm một sản phẩm là siêu vitamin, rồi cho uống thêm sắt và canxi. Dạ. Tại vì sau quá trình sinh nở ấy, mình yếu là do mình thiếu chất ấy, không có gì đâu. Với nữa là em nói bạn em ấy là mua cái túi muối về, xong rồi nằm úp bụng lên muối, một ngày làm nhiều lần vào thì cái bụng của mình nó mới xẹp được. Với phụ nữ sau sinh là phải úp lên muối để cho nó xẹp cái phần đằng trước, phải có cuốn đai để cho nó định hình cái form eo thì uống sản phẩm của mình ra cái bụng nó mới đẹp. Nó khác với cả đối tượng giảm béo khác. Làm luôn nhá. À, vậy chứ. Làm luôn. Dạ, chị em hỏi thêm á chị, à, chồng em á, bị viêm phế quản mãn tính á, mà anh đang uống pho 4, anh đang ngậm pho 4 với lại uống súp ben thải độc hệ bạch huyết á chị kìa, với lại uống dầu ba sen, mà sau một tháng là trừ anh dùng gì nữa chị? Ừ, một là vẫn dùng ba món đấy, hai là uống thêm Immunobox. Dạ. Immunobox và xin 5. Dạ. Yeah. Ok ok. Dạ yeah, rồi. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chúng ta sẽ còn rất nhiều buổi như thế này vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là một buổi mà gần 3 tiếng rồi, chưa bao giờ đào tạo mà lâu như thế này. Anh chị em mình sẽ xem lại cái phần video này, và còn bất kể một câu hỏi nào mà các bạn đang có những cái nhóm nhỏ, các bạn có thể hỏi trên nhóm nhỏ, các bạn có thể hỏi trên nhóm ô tô, và chúng tôi sẽ ra được đơn hàng cho các bạn để các bạn có thể sử dụng được. Và chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta đang kinh doanh, chúng ta không phải là đi bán sản phẩm này để làm giàu từ việc bán sản phẩm, mà chúng ta tạo ra một hệ thống gồm nhiều người cùng nhau, mỗi người dùng một ít và bán một ít. Hãy nhớ đến cái điều đấy. Cho nên việc của các bạn là, nếu các bạn là những người mới, bây giờ không phải là việc các bạn bán hàng, mà tôi cần là tôi cần các bạn hãy có một cái đơn hàng để các bạn trải nghiệm, một cái đơn hàng để các bạn có trải nghiệm mà các bạn có cái niềm tin thật nhanh, dựa trên cái việc các bạn có cảm nhận và có kết quả thật nhanh chỉ trong vòng 3 ngày đến 7 ngày, để rồi sau đấy các bạn có thể thực sự dấn thân vào để các bạn lan tỏa cái giá trị này. Lúc này á, bạn vừa bán hàng là một phần, và bạn vừa xây dựng một hệ thống gồm nhiều người cũng làm công việc giống như bạn. Và để cái đơn hàng của bạn mà bạn có cái cảm nhận mà rõ ràng như vậy thì bạn sẽ cần phải sử dụng cái đơn hàng 100 điểm. Tại sao lại là 100 điểm? Vì tôi đã cân hết cả rồi. Nếu mà để cho bạn vừa có năng lượng, vừa có cân bằng, ngoài ra còn có một số sản phẩm, ví dụ 100-200 nghìn để cho bạn có cái trải nghiệm về sự đa dạng sản phẩm của chúng ta, thì chắc chắn là bạn phải cần phải sử dụng một cái đơn hàng quãng chừng từ 2,2 triệu cho đến 2,7 triệu. Và hãy tin là cái quãng chừng từ 2,2 triệu đến 2,7 triệu đấy sẽ là con số làm thay đổi cuộc đời của bạn, vì nó thay đổi sự nghiệp của bạn ở Sibri. Và bạn mà dùng đơn hàng đấy thì đồng đội của bạn sẽ dùng đơn hàng đấy. Chỉ với một đơn hàng đấy bạn đã sử dụng gần như là tất cả những sản phẩm tốt nhất của Siri rồi. Còn bạn nào mà kinh doanh á, mà có điều kiện á, thì hãy sử dụng cả bên trong và bên ngoài. Tất cả sử dụng dòng bôi và dòng uống thì nó rơi vào khoảng chừng 4 đến 5 triệu. Có như thế thôi là ok xong. À, cho nên rằng là các bạn hãy lên cái đơn hàng cho mình sử dụng là cái việc quan trọng nhất. Hiểu để lên đơn hàng cho mình sử dụng. Chứ chưa tính đến việc là mình sẽ bán cái gì ngay tại thời điểm này. Sau khi bạn sử dụng, bạn có cảm nhận rồi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn bán hàng như thế nào cho nó hiệu quả. Ok chưa? Anh chị em mình thống nhất thì giơ ngón tay cái. Yes.